Trong tâm hồn của đứa trẻ sơ sinh này là một người lớn, vì không muốn dọa bố mẹ, 10 tháng sau cô mới dám nói chuyện với tập đi. Vừa lên mẫu giáo thì bị cô giáo phát hiện có thể viết chữ y hệt người lớn, năng lực học tập nhanh hơn người khác. Cô bé tên là Asami qua đời vì tai nạn sau đó được trùng sinh. Trước khi qua đời, cô đã 33 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, làm việc cho nhà nước, tát làm uống bia nói chuyện với bạn bè. Sau khi qua đời, cô đến một không gian trắng tinh, phía trước có một quầy lễ tân, nhân viên ở đó nói cô đi về phía cánh cửa bên trái là có thể bắt đầu kiếp sau. Asami vừa định đi lại đó, cô bỗng quay lại hỏi nhân viên về chuyện đầu thai, có phải tốt hơn lần trước. Kết quả đối phương nói với cô, qua 33 năm cố gắng, kiếp sau cô chỉ có thể đầu thai thành thú ăn kiến ở Guatemala. Asami còn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại lần nữa. Guatemala 南東部のオオアリクイ こちらです。オオアリクイ。はい。 Nhân viên nói với cô cần tích nhiều công đức là có thể nâng cao tỷ lệ đầu thai làm người. Asami nghĩ chẳng lẽ lúc cô làm việc không giải quyết vấn đề cho người dân mới dẫn đến không tích đủ công đức. Nhưng giờ có hối hận cũng đã muộn. Nhân viên nói với cô thật ra còn có lựa chọn thứ hai, đó là lựa chọn không đầu thai, đồng thời sống lại cuộc đời của mình, có thể thay đổi quỹ đạo cuộc sống, tích nhiều công đức hơn. Không ngờ còn có chuyện này, còn cánh cửa bên phải dùng để trùng sinh. Asami không hề do dự lựa chọn cánh cửa này. Khi cô mở cửa ra phát hiện mình trùng sinh mà vẫn giữ lại ký ức. Chờ mãi mới lên đến mẫu giáo để tích nhiều công đức, cô không còn vứt rác bừa bãi nữa, cũng không ngắt hoa hút mật giống như trước kia. Khi có tư duy của người lớn còn phát hiện bí mật mà trước kia không biết, chính là bố của bạn Reina với cô giáo rất thân thiết với nhau. Cô nhớ kiếp trước Reina bỗng dưng đổi tên rồi chuyển nhà đi, cô giáo của lớp bọn họ cũng biến mất, chẳng lẽ hai người vụng trộm, cho nên mới khiến bố mẹ Reina ly hôn. Cuối cùng mẹ Reina dắt Reina bỏ nhà ra đi, còn cô giáo bị trường đuổi việc. Để ngăn cản bọn họ tiến tới với nhau, Asami luôn làm phiền và cắt ngang mỗi lần bọn họ nói chuyện. Nhưng mà có một ngày, bố Reina đưa cho cô giáo một tờ giấy. Thế là Asami nhân lúc cô giáo không có trong văn phòng đã sửa lại nội dung trên giấy. Sau khi quay về, cô nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy như vậy không đảm bảo và cắt đứt liên lạc của bọn họ triệt để. Thế là cô sẽ gửi một tin nhắn uy hiếp đến bố Reina, nói nếu ông ấy dám vụng trộm thì sẽ tố cáo ông ấy. Nhưng ở thời đại đó, điện thoại di động vẫn chưa phổ biến. Cô nhớ bạn cô từng dạy cô cách gửi tin nhắn bằng điện thoại bàn. Thế là nhân lúc bố mẹ ngủ say dùng điện thoại bàn trong nhà, suýt nữa bị bố phát hiện. May không sao, sau đó nghĩ thì cũng không ổn, phải dùng điện thoại công cộng mới đảm bảo. Thế là cô đến bốt điện thoại ở công viên, đứng lên sách cho cao mới phát hiện không mang theo tiền, không thể gửi tin nhắn hay gọi điện được. Cô chỉ đành quay về nhà. Quay về nhà thì cô nhớ em gái từng nói bố giấu quỹ đen ở trong giày. Quả nhiên trùng sinh đem theo ký ức thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Cô tìm được quỹ đen ở trong giày của bố rồi quay trở lại bốt điện thoại, cuối cùng cũng gửi được tin nhắn. Lúc định quay về thì bị cảnh sát tuần tra phát hiện, nếu bị cảnh sát đưa về, bố mẹ biết việc cô chạy ra ngoài lúc nửa đêm thì toi. Để tránh cảnh sát, cô trốn dưới gầm xe, đợi cảnh sát đi rồi mới dám về nhà. Vật vã cả một đêm, giờ cô có thể an tâm đánh một giấc rồi. Hôm sau, bố Reina không nói chuyện với cô giáo nữa, đón Reina xong rồi đi luôn. Reina sau đó không chuyển nhà, cô giáo cũng không biến mất, kế hoạch của cô thành công rồi. Nhiều năm sau, Asami lên cấp 1, việc học vô cùng nhẹ nhàng, không đi học cũng đứng nhất. Mặc dù cô tưởng tượng sẽ có một cuộc đời khác nhưng thật ra vẫn giống như kiếp trước. Khác biệt duy nhất là cô chú ý đến việc tích công đức nhiều hơn. Vào năm 1997, học sinh lúc đó còn nuôi thú cưng ảo, thi nhau xem ai nuôi thú cưng ảo lâu hơn. Đương nhiên, Asami đã mua máy nuôi thú cưng ảo màu trắng hiếm nhất lúc bấy giờ và nhờ Shizuka giỏi trò này nuôi hộ. Chỗ này còn có một phát hiện nho nhỏ, đó là Reina chuyển đi ở kiếp trước vì nhờ có sự can thiệp của Asami nên Reina và cô đã học chung trường tiểu học. Ở trường học, Asami còn phát hiện một cặp lớn lên kết hôn rồi lại ly hôn, nhưng bây giờ cô không định làm phiền bọn họ giống với kiếp trước. Natsuki và Miho cũng trở thành bạn của cô. Sau khi tan học, ba người ngồi lại với nhau tám đủ thứ chuyện. Có lúc trao đổi hình dáng dễ thương, trước lúc trao đổi còn so giá cả. Hình dáng nhiều tiền không thể tự ý trao đổi trừ khi là hình dáng cùng giá. Đến lớp 4 năm 1999, nuôi thú cưng ảo và hình dáng trở nên lỗi thời, các bạn nữ bắt đầu viết nhật ký, bên trong có thể ghi lại những bí mật của bản thân. Asami nghĩ thầm lần này nhất định cất giữ cẩn thận, không được vứt lung tung giống kiếp trước nữa. Trước mắt đến năm 2023, Asami bước vào giai đoạn dậy thì. Không biết vì sao cô vẫn giống như kiếp trước, cứ nhìn thấy bố là khó chịu. Chẳng lẽ là do dậy thì mới như vậy sao? Kiếp trước cô khá xa cách bố, đương nhiên không chỉ có bố khiến cô khó chịu mà còn có cả ông thầy khiến cô chán ghét. Ở trên lớp, thầy Mita bắt được học sinh truyền giấy cho nhau vì để giao ai với cả lớp, cô đứng lên phản đối thầy giáo, bảo vệ cho bạn học truyền giấy, định dùng quan điểm của thầy phản bác chính lại thầy. Nào ngờ thầy giáo bảo bọn họ tan học xong đến văn phòng của mình, không những không cứu được bạn mà còn kéo cả bản thân xuống nước. Không biết từ lúc nào buồng chụp ảnh trở thành thú vui mới của bọn họ. Một ngày nọ, thầy Mita đứng phía sau Asami lấy máy trò chơi trong hộp bàn của cô, vì cô quên mất chuyện này, không ngờ vẫn đi vào vết xe đổ. Máy trò chơi vẫn bị thầy giáo tịch thu, có đánh chết cô cũng không ngờ bản thân lại tắm hai lần trên một dòng sông.
Mặc dù ông trời ban cho ký ức kiếp trước nhưng tình cảm thời mới lớn đã không còn tồn tại. Nhìn đám nhóc này không có một chút cảm tình nào, đối tượng crush trước kia bây giờ cũng chẳng còn cảm giác nữa, vẫn là ông chú trưởng thành có sức hấp dẫn hơn. Tuy có ưu thế về mảng học hành nhưng đến năm cấp 2 trở nên khó khăn hơn, những học sinh giỏi đều vượt qua cô, mỗi lần cô chỉ có thể đứng vị trí thứ 7. Đương nhiên cô vẫn thi đậu trường cấp 3 ở kiếp trước. Nguyên nhân là sợ bản thân không thi đậu trường cấp 3 khác. Nếu phải thi lại thì toi rồi, cuộc sống cấp 3 cũng không có gì thú vị. Các bạn nữ ngày nào cũng yêu với trả đương, cô cũng không thèm đếm xỉa đến chuyện này, vì cô biết sau khi tốt nghiệp ai rồi cũng chia tay thôi. Năm 2008, cô thuận lợi thi lên đại học, lần này cô thi vào học viện điều chế thuốc. Trùng hợp là cô nhìn thấy bạn trai thời đại học kiếp trước của cô. Kiếp này bọn họ không cùng một khoa nên không biết nhau. Trước kia hai người khá thích nhau, cho đến khi tốt nghiệp đại học 2 năm mới chia tay. Nguyên nhân là Masaru ham mê cờ bạc, bỏ học liên tục. Sau khi tốt nghiệp công việc không ổn định, nhảy việc liên tục, mượn cô 500.000 rồi quỵt luôn. Cho nên kiếp này cô ngó lơ luôn, hy vọng đối phương và bản thân đều tìm được người tốt hơn. Trong kỳ nghỉ Miho thi đậu bằng lái xe và mua được xe, Asami và Natsuki đều thốt lên Miho thay đổi quá nhiều. Trước kia chỉ luẩn quẩn ở quê nhà, có xe rồi bọn họ có thể đến các thành phố gần đó đi chơi. Trong buổi lễ trưởng thành, Asami nhìn thấy thằng cha lên sân khấu làm loạn, vẫn bị người ta kéo đi. Sau khi lễ trưởng thành kết thúc, bọn họ tham gia họp lớp cấp 2. Naoto đẹp trai người người trước kia giờ biến thành một người béo múp bíp. Kiếp trước và kiếp này không hề thay đổi chút nào. Sunsuke hát hay nhất, từng được nhiều người khen ngợi, ai nấy cũng cổ vũ anh nên làm ca sĩ. Sunsuke cũng tin vào khả năng của mình, nói sẽ không phụ lòng mong đợi của họ. Thật ra chỉ có Asami biết đến cuối cùng Sunsuke chỉ làm nhân viên ở quán karaoke, anh ấy cũng chỉ hát hay nhất trong số bọn họ. Mọi người còn nói đợi anh ấy ra mắt sẽ mua đĩa hát của anh, thật ra đến lúc đó chẳng ma nào mua, chỉ là nói cho vui mà thôi. Các bạn nữ còn xin chữ ký của Sunsuke, nói đợi anh nổi tiếng rồi sẽ là vật vô giá. Thật chẳng ai biết đã vứt đi đâu hết rồi. Asami lặng lặng ngồi nhìn bọn họ trong lòng phàn nàn, đương nhiên ở kiếp trước cô cũng phàn nàn giống vậy, cô đang nghĩ có nên ngăn cản mọi thứ không nhỉ, như vậy thì Sunsuke với Shizuka sẽ không kết hôn. Cô nghĩ ra lời để khuyên rồi nhưng cô bỗng nhớ Natsuki từng nói sau khi kết hôn bọn họ có một đứa con, cho nên Sunsuke mới từ bỏ ước mơ âm nhạc, làm việc ở quán karaoke nuôi gia đình. Nếu bây giờ cô thay đổi cuộc đời Sunsuke vậy đứa trẻ sẽ không ra đời, đây có khi sẽ làm giảm công đức, suy đi tính lại Asami không làm gì cả để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Gần tốt nghiệp đại học, Asami thuận lợi thông qua kỳ thi dược sĩ và các đào tạo cho công việc. Sau khi tốt nghiệp được điều đến nhà thuốc cách nhà 20 phút đi xe đạp, không khác với công việc nhà nước ở kiếp trước là mấy, vẫn đi làm lúc 9 giờ sáng, về lúc 5 giờ chiều. Công việc chính của cô là kê thuốc theo yêu cầu của bệnh nhân và kiểm tra có đúng hay không rồi đưa cho bệnh nhân, rồi ghi chép lại nội dung trò chuyện. Trong lúc đó còn phải kiểm tra bác sĩ có kê đúng thuốc hay không. Có lúc bệnh nhân đợi lâu quá cũng sẽ phàn nàn, dược sĩ cũng phải kiên nhẫn giải thích, một cuộc sống không thể bình thường hơn. Vào một hôm tan làm nhìn thấy thầy giáo cấp 2, vì ký ức hồi cấp 2 không mấy tốt đẹp nên cô không lên nhận lại thầy mà lấy điện thoại ra chụp lén thầy gửi cho bạn mình. Lúc này trên xe có một người phụ nữ tóm lấy tay thầy Mita, nói thầy là đồ biến thái sàm sỡ phụ nữ. Thầy Mita ngơ ngác nói mình không làm như vậy. Hai người cãi nhau trên tàu điện ngầm. Khi xuống ga tiếp theo, người bên cạnh kéo thầy Mita xuống xe, nói rõ tình hình với nhân viên ga tàu. Asami lúc này mới nhớ ra kiếp trước Miho có nói thầy Mita không biết gây ra chuyện gì mà bị nhà trường đuổi việc. Asami lúc này chứng kiến mọi chuyện vội xuống xe giải thích, nói mình nhìn thấy toàn bộ quá trình và lấy video lúc nãy ra. Trong video, người sàm sỡ là một người đàn ông khác. Asami phóng to video mới phát hiện kẻ biến thái đó là cấp trên ở kiếp trước của mình. Nhân viên nhà ga nói chỉ cần giao video cho cảnh sát, vài tháng nữa sẽ tra ra được tung tích của người này. Asami nói người này làm việc ở cơ quan nhà nước, lúc mình đi làm giấy tờ có tình cờ gặp đối phương. Thầy Mita được trả lại trong sạch, cảm ơn Asami đã giúp mình rửa sạch oan ức và còn nhận ra cô. Cô nói lúc nãy sợ người khác hiểu nhầm mình bao che cho thầy nên không nói là học sinh của thầy. Thầy Mita nói mình hiểu được. Sau đó chuyện này cũng được đăng lên báo, cấp trên ở kiếp trước của cô bị lãnh đạo đuổi việc. Thầy Mita cũng đến tận nhà cô cảm ơn, nói lần trước nhờ có Asami quay video lại, không thì thầy sẽ bị nhà trường đuổi việc và còn trả lại máy trò chơi tịch thu hồi cấp 2 cho cô. Thầy Mita nói lúc đó định trả lại cho cô nhưng do bận quá nên quên mất. Asami bật máy trò chơi lên, không ngờ vẫn còn dùng được. Năm đó mới mua được một ngày vẫn chưa đụng đến, hôm nay có thể chơi lại rồi. Kết quả phát hiện thầy Mita đã chơi qua hết các cấp độ trong trò chơi. Asami trải qua hai cuộc đời nhưng không phát hiện ra vấn đề của bản thân, đó là cô trở thành gái ế lúc nào không hay. Bạn bè bên cạnh cô cũng như vậy. Cho đến khi cô nhìn thấy đồng nghiệp ở kiếp trước vui vẻ nói về tình yêu, cô mới nhận ra có phải mình ảnh hưởng đến người bên cạnh hay không.
Vào năm 26 tuổi của cuộc đời thứ hai, Asami được điều sang nhà thuốc gần nhà hơn. Quy tắc của nhà thuốc này là người đến đầu tiên phụ trách mở cửa. Bên trong nhà thuốc có một vị tiền bối được mọi người kính trọng, làm việc tỉ mỉ cẩn thận. Nhưng có một thói quen cô không hiểu nổi, đó là mỗi lần anh ta là người đến đầu tiên nhưng không chịu mở cửa, phải chờ người khác mở cửa mới đi vào, còn giả vờ như mình mới đến. Ngoài cái này ra thì các phương diện khác đều rất ổn. Vì nhà thuốc gần nơi làm việc ở kiếp trước của Asami cho nên buổi trưa cô đến quán ăn hay đến trước kia để ăn cơm. Ở đây cô gặp được đồng nghiệp ở kiếp trước, tâm trạng của cô có chút phức tạp. Đồng nghiệp cũ nói đến chủ đề yêu đương còn nói rất vui, trước kia bọn họ chưa từng nói đến chủ đề này. Asami thậm chí nghi ngờ bản thân có phải kiếp trước là cô làm ảnh hưởng đến bọn họ. Trong kỳ nghỉ cô và em gái đi thăm ông nội, em gái hỏi Asami gần đây hay đến thăm ông nội vậy, chẳng lẽ lớn tuổi rồi còn bắt đầu dính lấy ông nội. Thật ra là vì ở kiếp trước sức khỏe của ông nội lúc khỏe lúc yếu, chưa tới 2 năm đã qua đời, cho nên Asami mới muốn bên cạnh ông nội nhiều hơn. Đến nhà ông bà nội thấy ông uống thuốc với nước trà, cô cầm hai đơn thuốc của ông mới phát hiện hai đơn thuốc là của hai bệnh viện khác nhau, nếu uống lẫn lộn sẽ rất nguy hiểm. Asami bắt đầu nghi ngờ đây có lẽ là nguyên nhân khiến bệnh tình của ông nội trầm trọng hơn. Để đề phòng, cô cầm đơn thuốc đến nhà thuốc tư vấn. Khi xác nhận không thể uống chung, Asami biết phán đoán của mình là đúng. Sau này ông nội cũng đi thăm khám, kê đơn thuốc mới. Hai tuần sau, mẹ Asami nói về cô bệnh của ông nội đỡ hơn nhiều. Cô thấy mình học dược sĩ là một quyết định đúng đắn. Đây là một việc vui nhất cô làm từ trước đến giờ. Nhưng rất nhanh cô vui không nổi. Trong lúc xem tạp chí ở nhà thuốc, cô nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, chính là bạn trai Masaru ở kiếp trước của cô. Vì kiếp này không quen biết nhau, Masaru đã trở thành doanh nhân thành đạt có doanh thu 1 tỷ. Cô nhớ kiếp trước Masaru là một người ham mê cờ bạc, còn vay cô 500.000 không trả. Chẳng lẽ có liên quan tới cô sao? Chuyện này khiến cô băn khoăn rất lâu. Năm thứ 33 của cuộc đời thứ hai, đây cũng là năm cô qua đời ở kiếp trước. Cô vẫn chưa kết hôn, cùng đi ăn tám chuyện với bạn bè. Khác biệt duy nhất là kiếp này bọn họ còn có Reina làm bạn. Reina chủ động tới chào hỏi bọn họ, Reina nói mình đã tìm được đối tượng, còn lấy ảnh của đối phương cho mọi người xem. Asami vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trong ảnh là tiền bối Toru ở nhà thuốc, khiến Asami càng khó nói ra là Toru là người đã có vợ, vì cô từng thấy anh ta đeo nhẫn cưới. Lúc nhỏ là bố Reina ngoại tình, giờ đến lượt cô sao? Hình như đều có sự sắp xếp của ông trời, cố gắng thay đổi vận mệnh nhưng nó sẽ vẫn quay lại vào lúc khác. Sau đó bọn họ đi chụp ảnh, tuổi càng lớn lại càng muốn quay về hồi còn trẻ. Đến quán karaoke bọn họ quả nhiên gặp lại Sunsuke đã 13 năm không gặp. Asami sớm biết trước nhưng vẫn ra vẻ ngạc nhiên. Sunsuke mở một phòng lớn cho họ, bưng ba ly nước giải khát, nói mình mời miễn phí. Asami vui vẻ đứng lên cười toe toét. Kiếp trước Sunsuke mời bọn họ ăn khoai tây chiên, bọn họ đã ăn no rồi nên không ăn nổi nữa. Cho nên lúc nãy đứng ở cửa Asami còn nói ăn no rồi. Xem ra Sunsuke hiểu được ý của cô, sau đó Asami nói ra chuyện bạn trai của Reina là người đã có vợ. Ba người bàn bạc nửa ngày quyết định gọi Reina tới nói thẳng cho cô ấy. Kết quả ba người không ai giữ số điện thoại của Reina, Natsuki nhớ ra Sunsuke chắc chắn có. Asami ra khỏi phòng đến quầy lễ tân. May mà Sunsuke có số điện thoại của Reina, Asami nhân cơ hội hỏi Sunsuke có khỏe không. Sunsuke nói vẫn ổn, mặc dù làm nhiều công việc rất mệt nhưng anh sống rất hạnh phúc, còn lấy ảnh của con trai cho Asami xem. Cô hỏi anh từ bỏ ước mơ âm nhạc rồi sao, Sunsuke nói mình không hợp với việc đó vì gia đình mà từ bỏ. Asami nghĩ bụng lúc đầu không thay đổi vận mệnh của Sunsuke cũng là điều đúng đắn. Sau khi liên lạc với Reina, ba người họ còn tập dượt chuyện sẽ xảy ra. Natsuki đóng vai Reina, bọn họ hơn 30 tuổi rồi mà vẫn như đám con nít. 30 phút sau, Reina có mặt. Sau vài câu hàn huyên, Asami nói ra chuyện của Toru, Reina dừng khoảng chừng là 2 giây. Khi xác nhận là sự thật, cô cũng rất dứt khoát, cầm điện thoại gọi cho đối phương, mắng Toru như tát nước vào mặt. Sau đó là chia tay xóa số điện thoại. Cúp điện thoại xong, ba người đều vỗ tay cho Reina, khen ngợi cách làm dứt khoát của cô. Tối hôm đó, bốn người như phát điên hát mấy tiếng đồng hồ. Sau khi hát xong, bốn người đứng nói chuyện ở siêu thị. Thấy tâm trạng của Reina khá tốt, ba người mới yên tâm, từ nói chuyện chuyển sang tám chuyện. Asami quay đầu thấy mảnh giấy lăn dưới đất, nhớ lần trước là vì nhặt mảnh giấy này mà bị xe đâm mới trùng sinh. Lần này thấy chiếc xe đâm cô lái qua, cô mừng rỡ nhảy cẫng lên. Tiếp theo là tương lai đang đón chờ cô. Bốn người ngồi trên xe Miho rồi rời đi. Lúc này một người phụ nữ bí ẩn đứng phía sau lặng lẽ nhìn bọn họ. Mấy tuần sau đó vẫn là cuộc sống sáng đi làm chiều 5 giờ về. Khác với thường ngày là Toru đã chủ động mở cửa, không đợi người khác mở nữa. Những thứ khác vẫn giống như trước. Hôm đó Asami đang chuẩn bị đi ăn trưa thì nhìn thấy đoàn phim, cô hiếu kỳ nhìn lại đó. Hình như còn có một người nổi tiếng, cô không tập trung nhìn đường. Một chiếc xe tải lao tới, kiếp này của cô coi như bỏ. Vẫn là nơi trắng tinh quen thuộc đó.
Asami hết cách đành đến quầy lễ tân hỏi tại sao mình lại chết đúng năm 33 tuổi. Nhân viên nói mỗi người đều có khoảng thời gian dễ chết, còn lấy một đống tư liệu để chứng minh, nói thời gian cô dễ chết là vào khoảng hơn 30 tuổi. Chỉ cần tránh được khoảng thời gian đó, sau này sẽ sống lâu trăm tuổi. Asami lúc này vô cùng hối hận nhưng không thể làm gì khác. Cô hỏi công đức lần này có đủ đầu thai làm người không? Kết quả nhân viên nói với cô. Asami nói mình đã rất cố gắng tích đức. Nhân viên giải thích rằng đầu thai thành người chỉ là suy nghĩ của con người mà thôi. Thật ra động vật cũng muốn đầu thai thành chúng ở kiếp trước. Giống như quạ cũng muốn đầu thai thành quạ, gián muốn đầu thai thành gián. Asami hỏi công đức lần này của cô nhiều hơn lần trước chứ, chỉ vì không đủ công đức mà không đủ đầu thai thành người sao? Nhân viên trả lời đúng vậy. Nhìn ảnh của cá thu vạch kép, cô quả thực không muốn đầu thai là một con cá nước mặn. Với lại còn là con cá bị con người ăn. Asami hỏi có thể tiếp tục trùng sinh không? Nhân viên trả lời có thể. Asami sửng sốt, cô chỉ định hỏi cho vui, cô hỏi có thể trùng sinh vô số lần cho đến khi bản thân hài lòng mới thôi đúng không? Nhân viên nói không phải, số lần trùng sinh quyết định bởi công đức của kiếp đầu tiên, có người còn chẳng có cơ hội trùng sinh. Cô hỏi mình còn bao nhiêu cơ hội nữa, nhân viên lại nói bảo mật. Thôi không băn khoăn chuyện này nữa, sau đó Asami đi về phía cánh cửa bên phải, cuộc đời thứ ba bắt đầu, thời kỳ sơ sinh của cuộc đời này mệt mỏi biết bao, mãi mới lên mẫu giáo. Phát hiện chuyện còn mệt mỏi hơn đó là chuyện của cô giáo với bố của Reina, còn phải giải quyết lại lần nữa. Nhưng cô không nghĩ ra cách hay hơn để giải quyết, chỉ có thể làm giống cách đầu tiên. Lúc ăn cơm ở nhà nhìn đĩa cá thu ở trên bàn, cô thề lần sau nhất định đầu thai làm người. Trải qua thời mẫu giáo với tiểu học vào năm 14 tuổi của cuộc đời thứ ba, cảm giác chán ghét bố ở tuổi dậy thì vẫn còn, chủ đề nói chuyện giữa bạn bè lại trở thành phim với điện ảnh, lần này thầy Mita vẫn bắt được học sinh truyền giấy. Có kinh nghiệm thất bại đợt trước, Asami không chịu thua, cô đứng lên cãi lại thầy, cô thành công tìm được sơ hở trong lời nói của thầy Mita, khiến cho thầy lắp bắp không biết phải làm sao. Cứ tưởng giành được phần thắng nhưng thầy Mita vẫn cho cô biết thế nào là trứng đòi khôn hơn vịt, không thèm đôi co với cô. Sau khi tan học mời bọn họ lên phòng giám hiệu uống trà. Qua ba lần thất bại, Asami mới hiểu được giảng đạo lý với thầy giáo là điều vô cùng ngu ngốc. Về mặt học tập, bản thân Asami cũng không có mục tiêu to lớn gì, không còn muốn phấn đấu, thì chỉ đứng thứ 13 còn kém hơn cuộc đời thứ hai. Bước vào cấp 3 vẫn không có gì thay đổi quá lớn, lên đại học vẫn học trường giống trước kia, nhưng lần này cô học khoa văn giống cuộc đời đầu tiên, đương nhiên bạn trai kiếp trước cũng ở khoa này. Asami vẫn không muốn làm quen với Masaru vì cô không tin ra bản thân cô mà có thể khiến vận mệnh của Masaru thay đổi lớn như vậy. Ở cuộc đời thứ hai có lẽ là Masaru ăn may thôi, cô không muốn quen với người ta là không có nghĩa người ta không muốn làm quen với cô. Masaru chủ động mời cô đi hát, vì vẫn chưa quên được tình cũ nên cô đi cùng với các bạn khác. Nhìn Masaru hát ca khúc quen thuộc khiến cô nhớ tới quá khứ tươi đẹp. Sau khi hoạt động kết thúc, vì cùng đường về nhà, Masaru lái xe đưa cô về. Ngồi trong chiếc xe cô vô cùng quen thuộc này, tâm trạng Asami bỗng trở nên bối rối lạ thường, niềm vui và nỗi buồn giống như thước phim hiện lên trước mắt. Masaru không nói lời nào, cảm thấy hiếu kỳ về cô gái cố ý tránh né mình. Trước khi xuống xe đã xin số điện thoại của Asami. Mặc dù trao đổi số điện thoại nhưng chỉ cần không liên lạc là được. Nghĩ là thế nhưng Masaru luôn lấy lý do mời nhiều người, mời luôn cả cô. Asami vốn định tránh xa Masaru nhưng không ngờ lại càng dính lấy anh. Quả nhiên một khoảng thời gian sau, Masaru tỏ tình với cô, nhớ tới ở cuộc đời thứ hai. Masaru trở thành doanh nhân thành đạt. Có lẽ lần này vận mệnh của anh sẽ khác. Cô muốn cược một ván, thế là đồng ý làm bạn gái của Masaru. Đối với Asami mà nói đây là cuộc chia tay cách 62 năm rồi quay lại, một trải nghiệm kỳ diệu cách biệt thời gian và không gian. Mặc dù biết trước tính cách của bạn trai cũng chẳng còn cảm giác mới lạ nữa, nhưng hai người yêu nhau rất vui, trong lòng cô thầm thề rằng lần này nhất định không thể để bạn trai ham mê cờ bạc nữa. Phát hiện Masaru không đi học, cô lập tức gọi điện hỏi có chuyện gì. Đến nơi Masaru ở, phát hiện rác bừa bãi khắp nhà, Asami lải nhải muốn giúp bạn trai tiến bộ. Qua một khoảng thời gian, Masaru chủ động chia tay, cho rằng Asami quản thúc khắt khe, kết quả hai người cứ thế chia tay. Asami cảm thấy như mình bị mất đi 1 tỷ. Có lúc bạn phải tin có những người chỉ ở trong tim bạn nhưng không thể ở trong cuộc sống của bạn. Nếu không thể thay đổi vận mệnh thì hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Asami làm việc ở đài truyền hình. Lần đầu tiên cô xa quê lên Tokyo, công việc đầu tiên là làm bảng lời bài hát hoặc là thay thế cho đèn. Mặc dù công việc vất vả nhưng cô cho rằng cũng có lợi cho việc tích đức. Sau đó cô được lên làm trợ lý cho đoàn phim, hướng dẫn và chăm sóc diễn viên, còn đảm bảo công tác quay phim được diễn ra thuận lợi. Vì có kinh nghiệm của hai kiếp trước, năng lực làm việc của cô khá xuất sắc. Cô với diễn viên Usuda có quan hệ khá thân thiết, hai người hẹn khi nào Asami lên làm nhà sản xuất sẽ mời Usuda đóng chính. Sau khi quay xong bộ phim đầu tiên có một kỳ nghỉ dài, nhân cơ hội này cô về thăm bố mẹ, đương nhiên Natsuki và Miho vẫn là chị em thân thiết của cô, ba người cùng nhau nhớ lại ký ức thanh xuân tươi đẹp. Sau này cũng như vậy, mỗi khi cô làm việc vất vả, sẽ về quê tìm bạn bè nói chuyện để giảm bớt áp lực, nạp thêm năng lực.
Sau một năm làm việc ở đài truyền hình, cô cuối cùng cũng có thể tham gia vào bộ phim mà cô thích kiếp trước, đồng thời trở thành người sản xuất có trình độ hàng đầu trong nghề. Lúc này một cô gái đi tới chào hỏi cô, Asami lập tức nhận ra đây là bạn học Misa thời tiểu học. Misa nói mình hiện tại đang là thợ trang điểm. Tình cờ gặp lại nhau khiến hai người rất vui, nói không hết chuyện. Lúc phim được quay xong và chiếu tập đầu tiên, tỷ suất người xem cao như cô dự đoán, công việc sau đó càng thêm bận rộn. Một ngày nọ, em gái Haruka gửi tin nhắn cho cô, nói hôm nay là sinh nhật của bố, dặn cô đừng quên gọi điện cho bố. Cô bỗng nhớ đến kiếp trước, lúc mua quà sinh nhật đem về nhà cho bố thì gặp thầy Mita trên tàu điện và thầy còn bị đổ oan sàm sỡ. Nhưng bây giờ cô đang ở Tokyo, còn phải làm việc đến khuya, không có cách nào về quê, chuyện này cô cũng phải bó tay. Mặc dù nghĩ là như vậy, nhưng lúc làm việc cứ nghĩ đến kết cục của thầy Mita, cô lại không thể yên tâm làm việc được. Cô đứng trước bảng lịch trình, cô nghĩ nếu tiến độ quay phim nhanh hơn, có phải sẽ có thời gian quay về không? Thế là cô vội thay đổi kế hoạch quay phim, có 7 cảnh phim cô sửa, chỉ còn 3 cảnh phim, cảnh không cần thiết đều xóa hết. Còn thông báo bạn học Misa tăng tốc trang điểm, sắp xếp nhân viên vào phim trường đợi, mang nước cho diễn viên, đảm bảo thể lực của họ, tránh cho họ đuối sức, còn thuyết phục đạo diễn giờ trưa không cần nghỉ ngơi, cứ quay luôn một lần xong sớm nghỉ sớm. Diễn viên đến tối mới có mặt cũng được cô gọi đến trước. Dưới hàng loạt sắp xếp của Asami, tiến độ quay phim tăng lên rất nhiều nhưng sự cố vẫn xảy ra. Máy đếm số ở trường quay hư rồi, may mà quay phim nói cắt khung hình là được. Sau khi đạo diễn đồng ý, buổi quay phim diễn ra thuận lợi. Nhưng lúc này diễn viên được gọi đến đang bị kẹt xe. Asami hỏi cấp trên của tổ ngoại cảnh phải làm sao. May mà có con đường nhỏ đi được, vấn đề này cũng được giải quyết thuận lợi, cuối cùng hoàn thành quay phim xong trước 3 tiếng. Lúc ngồi tàu điện về nhà, cô nhớ lại đoàn tàu tối đó hình như là 9 giờ. Nhưng tàu lúc 9 giờ có 3 chuyến, cụ thể là chuyến nào thì cô cũng không nhớ rõ. May mà cô nhớ thầy Mita lên tàu ở Kumagaya, cô sẽ đứng ở đây chờ thầy ấy. Trong lúc đó thì cô gặp được bạn học Shizuka thời tiểu học. Shizuka đúng lúc tan làm đi qua đây, đang nói thì bọn họ nói đến Sunsuke. Lúc này Sunsuke với Shizuka vẫn chưa ly hôn, chủ đề nói chuyện chuyển sang gia đình với sinh con. Asami nghĩ bụng sao lại nói đến chuyện nặng nề thế này, sau đó tạm biệt Shizuka. Không lâu sau thì thấy thầy Mita, cô vội chạy tới nhận lại thầy và nói lâu rồi không gặp muốn nói chuyện với thầy. Nhưng thầy Mita nói vợ mình đang có bầu nên phải quay về nhà sớm hay là hôm khác nói đi. Nhìn thầy Mita rời đi, Asami nghĩ bụng lần này to đời rồi hay là can thiệp ngay trên tàu luôn. Cô đuổi theo nói mình cũng ngồi chuyến này, cố ý để thầy đứng ở nơi cách xa chuyện xảy ra. Không lâu sau sự việc đã xảy ra. Asami thành công giúp thầy Mita tránh được việc này, tiện thể về nhà gây bất ngờ cho bố mẹ, còn tặng quà sinh nhật cho bố. Vừa mới về nhà lại phải đi, cả gia đình phải đưa cô đi. Bố mẹ vui khi con gái lặn lội đường xa về thăm nhà. Asami cũng vui khi giúp được thầy Mita, mặc dù cô không biết là vì sao. Sau đó cô làm việc 5 năm ở đài truyền hình, công việc luôn căng thẳng và bận rộn. Lúc ăn trưa cô sẽ cùng Misa đi ăn, hai người chọn một nhà hàng để ăn. Nhân lúc này bọn họ còn bàn đến những chuyện vui trước kia, tiện thể nói cả chuyện công việc rồi mãi tới khuya mới tan làm. Một tối nọ Natsuki gọi điện tới bảo cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thì ra là Miho với Natsuki lên Tokyo thăm cô, Asami nói bọn họ ố dề quá đi, còn chạy đến tận Tokyo tìm cô. Natsuki nói ngày mai mình với Miho được nghỉ, ngày mai định ở Tokyo chơi một ngày rồi mới về. Asami nói tớ rất vui nhưng cũng phải nói trước một tiếng chứ, tớ còn biết đường chuẩn bị, bây giờ chỉ có một cái giường phải làm sao. Miho nói ba chúng ta ngủ dưới đất cũng được, Asami lại muốn ngủ trên giường. Natsuki nói Asami lên Tokyo cái thay đổi hẳn, không giống như trước nữa. Asami nói không phải không muốn ngủ cùng bọn họ, chỉ là cô nghĩ có giường tại sao không ngủ, hai người kia nói ngủ ở đâu không quan trọng, bạn tớ chỉ muốn ngủ với cậu. Asami hỏi Natsuki mua đồ ăn tại sao không lấy ra, Natsuki mới táo hỏa đem ra, cô mà nói chuyện quên bén mất. Thế là ba người vừa ăn vừa tám chuyện, còn nói đến chuyện xấu trước kia của họ, trong đời nếu có vài người bạn nói mãi không hết chuyện là một chuyện hạnh phúc biết bao, mọi áp lực và mệt mỏi của Asami đều tan biến hết. Sáng hôm sau Asami nhìn thấy Natsuki uống thuốc với nước trà, cô vội giúp Natsuki lấy một ly nước, nhắc nhở cô không được uống thuốc với nước trà. Mặc dù Natsuki thấy kỳ lạ nhưng vẫn làm theo. Sau khi tiễn hai người bạn về, Asami nhớ chuyện của ông nội kiếp trước. Vào dịp cuối tuần có thời gian cô quay về nhà ông nội, chuyện bảo ông nội thay đơn thuốc kiếp trước, giờ cô cũng lặp lại một lượt. Nhưng khi em gái hỏi sao cô biết không thể uống lẫn hai loại thuốc vì kiếp này cô không phải là dược sĩ. Asami chỉ đành bịa rằng mình vì quay phim về chủ đề y học, học được rất nhiều kiến thức y khoa. Ai ngờ em gái hỏi tiếp là bộ phim nào, cô chỉ đành lấy phim của đài truyền hình khác ra nói. Không ngờ bà nội lại nổi hứng, nói muốn mua đĩa về nhà xem, cuối cùng chuyện ông nội đổi đơn thuốc cũng hoàn thành thuận lợi. Xem cuốn tạp chí ở nhà thuốc, thấy Masaru kiếp này vẫn trở thành doanh nhân thành đạt. Asami nghĩ bụng nếu lúc đại học không chia tay, có khi sẽ không có kết quả này. Điều khác biệt duy nhất là kiếp trước doanh thu của công ty Masaru là 1 tỷ, mà kiếp này tụt xuống còn 900 triệu. Cô nghĩ mình với Masaru yêu nhau 2 tháng đã khiến đối phương tổn thất 100 triệu. 2 năm sau, nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, Asami cuối cùng gặt hái được thành tựu, kinh nghiệm phong phú giúp bản kế hoạch của cô được thông qua.
cô có thể xin trở thành nhà sản xuất. Thế là câu chuyện về trùng sinh nhanh nhóm trong đầu cô. Cô định đem chuyện của mình quay thành phim, đương nhiên không ai biết được đó là câu chuyện của cô. Các nhà sản xuất và lãnh đạo của đài truyền hình đánh giá câu chuyện của cô quá nhạt nhẽo, với lại không có tình tiết cao trào, trùng sinh chỉ là để cứu người với ngăn cản ngoại tình, ai thèm xem chứ. Với lại sau khi trùng sinh không có thay đổi quá lớn so với kiếp trước, điều này thật kỳ lạ. Không phải đang lãng phí số lần trùng sinh sao? Người bình thường không nên giải cứu thế giới hoặc là giành giải Nobel gì đó sao? Đối mặt với áp lực, Asami chỉ đành chấp nhận. Sau khi tan làm, Asami lại nhớ đến một chuyện quan trọng, đó là Toru ngoại tình với Reina, nhưng chỗ này còn có một khúc mắc. Asami không còn làm việc ở nhà thuốc nữa, không thể nào biết Toru đã kết hôn, lời cô nói không có độ tin cậy. Cô nhớ ra Reina với Toru hiện giờ vẫn chưa đến thời điểm quen biết, chỉ cần ngăn cản Reina với Toru gặp nhau bọn họ sẽ không thể nảy sinh tình cảm được. Thế là cô gọi điện cho toàn bộ bạn học mình quen biết, hỏi bọn họ có ai biết số điện thoại của Reina hoặc của Sunsuke, nhưng hỏi một vòng thì chẳng ai biết cả. Tiếp theo đây Asami nên làm thế nào? Lúc nãy có nói Asami chuẩn bị quay một bộ phim về bản thân mình, lựa chọn diễn viên, kế hoạch quay phim, sắp xếp chương trình, tuyên truyền quảng bá. Cô bắt đầu bàn bạc với các bộ phận và nhân viên, có lúc còn phải đối phó với nhân viên tiếp thị của công ty quản lý. Mặc dù đã chọn diễn viên rồi nhưng có những công ty quản lý vẫn cho người tới đề xuất nghệ sĩ bên họ. Một tháng trước khi quay phim, cô tìm thời gian rảnh rồi về quê để giải quyết chuyện của Reina. Đến tối cô đến tận quán karaoke chỗ Sunsuke làm việc, nhưng hôm nay Sunsuke không có ca làm, hôm nay đi làm chỉ có một cô gái. Asami nói mình là bạn học tiểu học của Sunsuke, hy vọng đối phương có thể cho cô số điện thoại của Sunsuke. Cô gái tưởng Asami là khách đến tìm rắc rối cho nên tìm cớ không cho cô. Asami xem ảnh tốt nghiệp hồi tiểu học muốn tìm người quen biết Reina với Sunsuke, nhưng nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Shizuka là có khả năng nhất. Lúc này Shizuka với Sunsuke chắc đã ly hôn rồi. Thế là cô gọi cho Shizuka hỏi xin số điện thoại của Sunsuke với Reina. May mà Shizuka có số của Reina. Asami gọi điện cho Reina xong bắt đầu nhắc về chuyện ngày xưa. Cuối cùng hẹn Reina ăn cơm vào ngày 1 tháng 4. Vì lúc đó là ngày cô với Toru gặp nhau, nhưng cô đã bị Reina từ chối. Asami đau hết cả đầu không biết phải làm sao. Thế là vào ngày 1 tháng 4 cô dứt khoát đến quán cơm Reina với Toru gặp mặt nhau. Ngồi chỗ khách sẽ đi qua đợi Reina xuất hiện. Trong lúc đó còn tiện thể qua ăn bữa cơm, ăn cơm xong thấy ngồi đợi thì cũng không ổn lắm. Thế là gọi thêm kem với nước ngọt, kết quả ăn một lúc rồi mà Reina vẫn chưa đến. Vào lúc cô không đợi được nữa, Reina cuối cùng cũng xuất hiện. Hai người đồng thời nhìn thấy đối phương, hai người rất vui khi gặp lại nhau ở đây. Reina nói mình có hẹn nhưng lại hủy đột xuất, vừa hay có thể cùng ăn cơm. Asami sợ Toru sẽ đến, nói chúng ta đổi sang nhà hàng khác ăn đi. Reina nói không cần, quán này ăn rất ngon, còn nhiệt tình mời cô, bảo cô cứ gọi thoải mái. Asami nghĩ bụng lúc nãy mình ăn nhiều như vậy, bây giờ quả thực ăn không nổi. Cho dù ăn không nổi nhưng vì để giúp bạn mình tránh làm tiểu tam, cô không muốn ăn cũng phải ăn. Lúc hai người đang nói chuyện ăn cơm, Toru đi vào, Asami vội đánh lạc hướng Reina. Ai ngờ Toru ngồi ở vị trí rất gần bọn họ, lần này thật nguy hiểm. Vì để làm Reina mất tập trung, Asami nói ra những chuyện vui trong công việc, khó khăn lắm mới ăn xong. Kết quả Reina vẫn còn món chưa ăn hết, trong lòng Asami vô cùng sốt ruột. Vào lúc cuối cùng, Toru vẫn chú ý đến Reina và chủ động chào hỏi cô, công sức công cốc đổ xuống sông xuống bể. Asami tức tối cục đầu xuống bàn, may mà bọn họ chỉ chào hỏi nhau. Dù gì có kỳ đà cản mũi Asami ở đây, bọn họ cũng ngại ngồi xuống nói chuyện thêm. Reina đứng dậy đi lấy ly nước cuối cùng, uống xong sẽ rời đi. Asami nghĩ bụng lần này nhất định sẽ không có vấn đề gì. Quay đầu thì phát hiện hai người đang trao đổi số điện thoại. Trong tình hình này mà hai người còn tí tởn với nhau được. Lúc Asami chạy đến thì đã muộn, hai người đã lấy số điện thoại của nhau. Asami hết cách chỉ đành thẫn thờ nhìn không khí. Lúc rời khỏi quán ăn, ai về nhà nấy, Asami nghĩ bụng tiếp theo phải làm sao. Nghĩ cả một tối cô cũng nảy ra được một ý tưởng. Mới sáng sớm cô đến nhà thuốc làm việc ở kiếp trước. Toru vẫn ngồi ở trong xe đợi người khác mở cửa như trước kia. Cô tìm Toru đi thẳng vào vấn đề. Nói Toru rõ ràng đã kết hôn, đừng có suy nghĩ bậy bạ với Reina. Toru còn định chối cãi, Asami nói lúc anh ta vào quán ăn có đeo nhẫn cưới. Nhưng lúc trao đổi số điện thoại với Reina tại sao lại tháo nhẫn cưới, có vẻ muốn tiến tới quan hệ với Reina. Lời này khiến Toru cứng họng, Toru tức tối đuổi cô xuống xe. Asami nói sau này anh mà còn dám tiếp cận Reina nữa, tôi sẽ không buông tha đâu. Toru chỉ đành nói lần sau mình sẽ không đi gặp Reina nữa. Trước khi đi, Asami còn nói lời mà kiếp trước không dám nói. Asami và bạn mình bàn bạc công việc, tình cờ phát hiện đối phương đã kết hôn. Trong hội người tập trung vì sự nghiệp, ngó lơ tình yêu đã mất đi một thành viên. Asami biết được tin này, cô hỏi Misa kết hôn lúc nào, sao cô lại không biết. Misa nói 6 năm về trước lúc đến đây làm việc, với lại lúc đó quá bận không tổ chức hôn lễ được cho nên không nói với cô.
Asami nói 6 năm nay bản thân lại không phát hiện Misa đã kết hôn. Asami còn tưởng đối phương cũng giống mình, là những người chỉ cắm đầu vào công việc không quan tâm gì tới yêu đương. Không ngờ hôm nay mới biết ai là gà, ai là thóc. May mà còn có hai cô bạn Natsuki với Miho, có thể an ủi bản thân. Lúc này Junsuke đã 9 năm không gặp bỗng gọi điện tới. Hai người hẹn gặp ở quán cà phê. Từ sau lễ trưởng thành bọn họ không gặp nhau nữa. Junsuke nói mình lên Tokyo có chút chuyện. Asami cũng biết chuyện anh ấy đã ly hôn, hỏi đối phương cuộc sống hiện giờ thế nào. Junsuke nói mình đang tìm hiểu một người có khi bắt đầu cuộc hôn nhân mới, còn lấy ảnh cho Asami xem. Cô xem xong thì vô cùng ngỡ ngàng, đây không phải là cô nhân viên lần trước ở quán karaoke sao, thảo nào cô ấy không chịu đưa số điện thoại của Junsuke. Sau đó Junsuke đưa đĩa hát mới nhất của mình cho Asami, nói nếu cô không chê thì có thể nghe thử. Asami nghĩ bụng mấy kiếp trước không có cơ hội nghe nhạc của Junsuke, lần này có cơ hội nghe rồi. Asami hỏi ước mơ âm nhạc của Junsuke thế nào rồi. Anh nói mình đã rời công ty đĩa hát, độc lập sản xuất âm nhạc. Nếu có cơ hội anh còn muốn thử đóng phim, tạo ra nhiều khả năng cho cuộc đời sau này. Nếu phim của Asami cần nhân vật phụ anh có thể đảm nhiệm. Trước khi đi còn không quên nhắc Asami có cần thì cứ tìm mình. Asami nghĩ bụng lần này đành phụ lòng mong đợi của Junsuke rồi, vì diễn viên của phim đã chọn xong hết. Tối hôm đó Natsuki và Miho đến Tokyo, Asami lại phàn nàn bọn họ đến bất ngờ. Natsuki nói nếu cậu dám càm ràm, sau này tối nào bọn tớ cũng đến. Asami nói hôm nay mình gặp Junsuke, các cậu biết chuyện của Junsuke với Shizuka ly hôn rồi chứ? Dựa vào âm nhạc kiếm tiền nuôi vợ con cũng khá vất vả cho nên hôm nay Junsuke nói với cô muốn đóng phim. Natsuki và Miho khá bất ngờ, chưa từng nghe Junsuke đóng phim bao giờ. Trước kia Junsuke cũng rất này nọ, bây giờ lại đến nhờ Asami giúp đỡ, cũng không dễ dàng gì, có lẽ là do cuộc sống ép phải thế. Nghĩ tới dáng vẻ thảm hại của bạn học cũ, ba người đều thấy tiếc cho Junsuke. Miho nói hay là mua đĩa hát để ủng hộ cậu ấy. Asami nói hôm nay Junsuke có tặng mình một đĩa hát, hay là cùng nghe đi. Hai người có chút háo hức, dù gì Junsuke cũng là ca sĩ của lớp. Nghe xong ba người sững lại, sao lại khó nghe như vậy? Asami lái sang chủ đề khác nói đến Misa, nói 6 năm trước Misa đã kết hôn rồi. 6 năm trước cậu ấy kết hôn với tiền bối trong nghề. Asami hỏi bọn họ sao không thấy ngạc nhiên, dù gì ba gái ấy như chúng ta vẫn chưa kết hôn. Natsuki nói sau khi biết được cuộc sống của Junsuke, chuyện của Misa cũng không còn bất ngờ đến thế nữa. Đặc biệt là sau khi nghe nhạc của Junsuke, Natsuki bảo Asami đừng bật nhạc của cậu ấy nữa. Sau đó bộ phim của Asami quay rất thuận lợi. Mặc dù kịch bản dựa theo cuộc đời của Asami nhưng nội dung đã được chỉnh sửa hoàn toàn khác. Nội dung trở thành trùng sinh báo thù, còn diễn viên chính là Usuda mà Asami quen biết trước đó. Nhưng diễn viên Tomoya đóng chính trong phim vì chuyến bay bị đình trệ nên không thể đến trường quay đúng giờ. Asami liên hệ với nhân viên kế hoạch xem liệu có thể rời sang ngày kia rồi hãy quay. Nhưng sau đó biết được diễn viên Usuda chưa mai phải đi, nếu ngày mai hai diễn viên chính không thể quay cùng nhau, nhiệm vụ quay phim phía sau sẽ bị chậm trễ, sợ không bắt kịp thời gian phát sóng tập đầu tiên đúng như quy định. Asami đề nghị với đạo diễn có thể tách thời gian quay phim, cảnh quay hai người lướt qua nhau dùng diễn viên khác đóng thế. Sau khi xem danh sách diễn viên không ai có chiều cao phù hợp và khiến cô hài lòng cả. Lúc này cô nhìn thấy thông tin của Junsuke ở trong túi, mà chiều cao của anh ấy cũng rất phù hợp, có khi có thể để Junsuke đóng thế. Sau đó Asami mời Junsuke đến, Junsuke không ngờ thợ trang điểm cũng là bạn học cũ, anh liền tặng đĩa hát cho đối phương. Asami chụp vài bức ảnh gửi cho đạo diễn xác nhận, đạo diễn đồng ý rồi sau đó Junsuke thuận lợi vào phim trường. Quay xong Junsuke hoàn thành nhiệm vụ diễn viên đóng thế. Trước lúc đi Asami nói lần sau sẽ sắp xếp vai có đất diễn hơn cho anh. Lúc gọi xe cho Junsuke quay đầu phát hiện Junsuke bắt chuyện với Usuda, còn tặng đối phương đĩa hát, Asami chỉ coi như không nhìn thấy. Cuối cùng đến ngày chiếu tập phim đầu tiên, Natsuki và Miho cũng đến Tokyo muốn cùng Asami xem tập đầu tiên của Brass Up Live. Trên đường Asami quay về một chiếc xe tải mất lái đâm vào cô. Asami chạy đến quầy lễ tân than vãn nói mình mới 29 tuổi, lần trước không phải nói đến hơn 30 tuổi mới chết sao. Nhân viên nói đó chỉ là xác suất có khả năng chết trước số tuổi trung bình, sau đó nói bắt đầu sắp xếp cho cô đầu thai. Asami hỏi bọn họ ở đây có TV không, bộ phim đó là bao nhiêu tâm huyết của cô, khó khăn lắm mới thông qua kịch bản. Họp mấy tháng trời, mỗi ngày quay phim đến khuya đến cả bạn cũ cũng kéo đi quay phim, trailer vô cùng mãn nhãn. Hôm nay là thời điểm phát sóng tập 1 mà cô lại chết mất, không thể đợi cô xem xong rồi chết sao. Asami nói nhân viên từ chối tâm nguyện của một người chết có hơi nhanh rồi đó. Nhân viên xin lỗi cô, nói đó dù gì cũng là bộ phim tâm huyết của cô, hỏi cô xem xong bộ phim đó cần bao nhiêu thời gian. Asami nói một tiếng là đủ rồi, chỉ xem tập 1 là cô đã mãn nguyện rồi, sau đó hỏi nhân viên bây giờ có thể xem không. Nhân viên hỏi Asami diễn viên chính là ai, cô như tìm được hy vọng, lại nói chỉ xem 10 phút thôi cũng được.
Nhân viên hỏi tiếp có tổng cộng bao nhiêu tập, Asami nói anh không cho tôi xem, hỏi nhiều làm gì. Nhân viên nói không phải lúc nãy cô phàn nàn tôi từ chối quá nhanh sao, cho nên tôi mới cần hỏi nhiều, Asami hỏi lần này đầu thai thành gì. Hokkaido no murasaki uni desu. Murasaki uni? Hai. Uni? Asami hỏi nhân viên kiếp này mình cố gắng như vậy tại sao chỉ được đầu thai thành nhím biển, còn không bằng kiếp trước. Nhân viên đưa một tấm ảnh nhím biển hấp chín cho cô. Asami nói mình không thể chấp nhận nhím biển, họ có thể bắt đầu lại một lần nữa không? Nhân viên nói đương nhiên có thể. Lúc đi về phía bên phải cô quay đầu lại nói mỗi lần bắt đầu lại từ đầu đều rất chán, rất dài. Họ có thể bắt đầu từ giữa cuộc đời không, giống như lưu cấp độ trò chơi vậy. Cuộc đời thứ tư của Asami bắt đầu vào thời kỳ sơ sinh, cô thề lần này nhất định phải liều, không thể sống như trước được, không thì công đức đi tòng cô cũng tòi đời. Sau khi lên mẫu giáo, không những không đi ngắt hoa hút mật, còn khuyên bạn học không được ngắt hoa, đồng thời dạy dỗ nhiều bạn học, phải học cách chia sẻ với người khác. Còn về chuyện của cô giáo với bố Reina, lần này cô sẽ đổi sang cách khác, trực tiếp tìm tới cô giáo nói rõ tình hình, bảo cô giáo không được ngoại tình. Cô giáo hỏi cô bé học từ đâu ra. Cô nói trước kia có một cô giáo ngoại tình làm cho người ta tan cửa nát nhà, cuối cùng bị trường học đuổi việc cho nên mong cô giáo đừng như vậy. Asami nói trên tờ giấy có số điện thoại của bố Reina, dặn cô giáo đừng liên lạc với đối phương. Cô giáo mở tờ giấy ra thì vô cùng bất ngờ, đó là số điện thoại thật. Cô giáo xé tờ giấy trước mặt Asami và đồng ý với cô sẽ không ngoại tình, bảo Asami cứ yên tâm. Cách này vô cùng hiệu quả, từ đó cô giáo giữ khoảng cách với bố Reina. Asami nghĩ bụng sớm biết như vậy, lúc đầu nên làm như thế. Sau khi lên cấp 1, cô chủ động chào hỏi người lớn, tưới nước cho hoa, làm mọi việc tốt để tích đức. Lần này về phương diện học tập, cô cũng không dựa vào trí tuệ có sẵn mà lơ là, bắt đầu học kiến thức của cấp 2 và cấp 3 từ lúc còn học tiểu học. Học bất cứ nội dung nào mà cô cho là có ích, không để lãng phí thời gian. Nhưng cái giá phải trả là Natsuki và Miho không trở thành bạn của cô còn phải đeo một cặp đít trai. Một ngày nọ trên đường đến thư viện nhìn thấy Natsuki với Miho đang trao đổi hình dáng ở công viên, ký ức kiếp trước hiện lên trong đầu, cô đi lên trước, muốn gia nhập hội của bọn họ. Hai người lập tức đồng ý, Asami cảm động muốn khóc. Natsuki với Miho tặng hình dáng cho cô nói mình cũng muốn tặng cho họ một hình. Chỉ là Natsuki và Miho nhìn thấy hình dáng của cô xong bọn họ tự chọn lấy một hình. Asami cảm thấy bọn họ đang khách sáo với cô, không xem mình là bạn, chẳng lẽ không còn chung tiếng nói sẽ rất khó chơi với nhau sao? Trên đường về nhà Miho hỏi cô tại sao lại thông minh như vậy, mỗi lần thi đều đứng nhất. Asami nói mình có đi học thêm. Lúc tạm biệt nhau nhìn Natsuki và Miho đi xa dần, Asami cảm thấy kiếp này mình không còn chung một thế giới với họ nữa. Cô dường như cũng khó hòa nhập với bọn họ, trong lòng cũng có chút buồn. Sau khi lên cấp 2, Asami vẫn giữ thói quen nhặt rác. Đi học cũng chỉ có một mình cô, nhìn thấy Natsuki với Miho chỉ chào hỏi đơn giản, rồi một mình đi đến trường. Vì không có bạn học, Asami chỉ chú tâm vào học hành, lần này cuối cùng cũng đứng nhất trường. Nhưng cảm giác cô đơn cứ bám theo cô, không thể giống với những bạn học khác tận hưởng niềm vui ở độ tuổi này. Đến buồng chụp ảnh trước kia, nhìn thấy Natsuki với Miho vui vẻ chụp ảnh, Asami cũng có chút buồn. Lúc này phía sau bỗng có người gọi cô là Mari có thành tích đứng thứ 2. Mari rủ cô cùng chụp ảnh, không ngờ kiếp này cô với Mari chụp ảnh với nhau. Mấy kiếp trước Mari toàn là người đứng nhất trường, hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Mari hỏi ngày mai có thể tìm Asami nói chuyện không. Cô không ngờ cô bạn xinh đẹp giỏi giang lại cũng rất dễ gần, thật ra Mari cũng nghĩ Asami như vậy. Quả nhiên người giống nhau dễ chơi với nhau hơn, cô với Mari nhanh chóng trở thành bạn thân. Mấy kiếp trước toàn là Mari đứng lên sân khấu phát biểu, lần này người đứng lên phát biểu chính là Asami. Đồng thời cô còn trở thành chủ tịch hội học sinh. Mari trở thành phó chủ tịch, bọn họ đều tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Cô chọn trường cấp 3 tốt nhất địa phương, luôn giữ thành tích đứng đầu toàn trường. Một ngày nọ đọc được trên báo có một giáo sư y học giành được giải thưởng Nobel. Asami nghĩ bụng mình liệu có được không, thông qua cách này tích nhiều công đức. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô chọn vào khoa y của trường đại học quốc gia. Lần thứ tư tham gia lễ trưởng thành, lại nhìn thấy Natsuki với Miho. Kiếp này đã có Mari gọi cô. Hai người vui vẻ bước vào hội trường. Tên gây sự vẫn lên sân khấu. Asami và Mari nói với nhau tên này sẽ bị phạt nặng lắm. Tham một phút huy hoàng rồi chật tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Sau đó bọn họ tham gia họp lớp cấp 2, tinh tiết vẫn giống như trước kia. Điểm khác duy nhất là lần này có thêm Mari. Thấy bọn họ khen ngợi Sunsuke, Asami nhớ tới địa hát kiếp trước. Mari cũng giống Asami đều cho rằng Sunsuke không thể thành công được. Mari còn muốn nhắc nhở Sunsuke. Asami vội nói thôi, cô lo rằng nếu thay đổi sẽ khiến con của Sunsuke không thể ra đời. Nhìn Sunsuke với Shizuka trao đổi số điện thoại, mặc dù biết họ sau này kết hôn rồi ly hôn, nhưng Asami cũng không muốn nói gì. Quay về phòng karaoke còn định ôn lại chuyện cũ với Natsuki với Miho. Kết quả lại được hai người khen ngợi hết lời khiến cô khá khó xử. Sau khi tốt nghiệp đại học Asami thi chứng chỉ hành nghề y, học thêm 2 năm nghiên cứu lâm sàng, cô trở thành một trong những nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quốc gia.
Công việc của bọn họ là tìm những hiện tượng y học chưa được loài người phát hiện, cống hiến cho nền y học tương lai. Công việc này đem tới lợi ích cho toàn nhân loại, rất phù hợp để tích đức. Asami nghĩ bụng lần này cũng có thể đầu thai làm người rồi. Đương nhiên ngoài công việc ra, những nhiệm vụ tích đức khác cũng không được bỏ qua. Ví dụ như giải oan cho thầy Mita. Như lần này ở ga tàu cô gặp được Shizuka, Shizuka vẫn nói chuyện vặt vãnh gia đình với cô. Asami ủng hộ quyết định ly hôn của Shizuka. Vì mãi nói chuyện kết quả thầy Mita đi ngang qua bọn họ, may mà Asami kịp thời phát hiện. Thầy Mita cũng nhận ra hai người. Asami còn nói ra vấn đề của Shizuka cho thầy nghe. Lợi dụng Shizuka để giữ chân thầy ấy, Asami thấy đừng nói chuyện không hay, chi bằng tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện. Thầy Mita nhìn thời gian rồi nói ngồi chuyến sau về cũng được. Thế là ba người tìm một nhà hàng, thầy Mita khuyên Shizuka không phải vội nghĩ tới việc ly hôn nên nói chuyện rõ ràng với Shunsuke để đối phương hiểu rõ suy nghĩ của mình. Nếu Shunsuke khăng khăng muốn theo đuổi âm nhạc vậy thì phải đồng ý làm chuyện gì đó cho em. Giữa vợ chồng phải thông cảm và nhường nhịn lẫn nhau, nếu không còn gì để nói, đến lúc đó ly hôn cũng chưa muộn. Qua lời khuyên của thầy Mita, Shizuka cũng hiểu ra được nhiều chuyện, Asami thấy hướng đi không đúng, rồi cô nhìn xuống đồng hồ, chuyến tàu đó đã khởi hành. Không còn lo thầy Mita sẽ bị vu oan nữa. Thế là cô khuyên thầy ấy mau lên chuyến tàu tiếp theo. Thầy Mita còn định nói tiếp nhưng Asami kịp thời ngăn cản nên thầy chỉ đành rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Shizuka sau khi quay về phải nói chuyện rõ ràng với Shinsuke. Cứ như vậy vấn đề của thầy Mita cũng được giải quyết. Tiếp theo cô còn phải giải quyết những vấn đề nào nữa đây? Từ nhỏ đến lớn Asami luôn có thành tích xuất sắc, cuối cùng cũng khiến em gái nghi ngờ. Haruka hỏi Asami đây có phải là cuộc đời thứ hai của cô. Nhưng có đánh chết Haruka cũng không ngờ đây là cuộc đời thứ tư của chị gái cô. Vì có chị gái xuất sắc như vậy làm cho cô cảm thấy khá áp lực, trở thành niềm mong mỏi thứ hai trong lòng bố mẹ và thầy cô, nhiều năm nay luôn sống dưới cái bóng của chị gái. Asami nói thành tích của Haruka cũng rất tốt mà, mỗi lần đều đứng top 5 toàn khối. Haruka nói có chị gái giỏi như vậy không biết người làm em như cô khổ sở chừng nào. Asami hỏi nếu đây là cuộc đời thứ hai của Hakura thì cô sẽ làm gì? Haruka hỏi tương lai mình sẽ kết hôn với ai? Asami cũng không biết, vì mấy kiếp trước vẫn chưa đợi em gái kết hôn đã ngỏm cụ tỏi rồi. Vì kiếp này học y nên chuyện ông nội đổi đơn thuốc cũng được giải quyết. Cầm cuốn tạp chí của nhà thuốc, cô không nhìn thấy tin tức của Masaru. 3 năm sau cô đến giải quyết chuyện của Reina, cứ tưởng lần này ăn chắc rồi, nào ngờ vẫn để hai người trao đổi số điện thoại, lại làm cô phải dậy sớm. Cô chút giận lên người Toru. Lần này cô bắt đầu dốc hết sức mình, chỉ trong vài phút đã giải quyết xong vấn đề. Sau đó cô chính thức được nhận vào phòng thí nghiệm. Cuối cùng cô cũng được chính thức bắt tay vào nghiên cứu, thời gian đi làm tương đối tự do, chỉ cần làm xong nhiệm vụ cuối ngày là được. Công việc mỗi ngày là lấy các mẫu vật sau đó tiến hành các loại thí nghiệm, công việc khô khan nhàm chán. Hơn nữa là một khoảng thời gian dài vẫn chưa thấy kết quả. May mà cô có kinh nghiệm làm việc được tích lũy từ vài kiếp trước, hơn nữa cô có kinh nghiệm tử vong và đầu thai mà người khác không có, nên cô vẫn có thể thích nghi với công việc này. Trong phòng thí nghiệm có một cái kính hiển vi mọi người dùng chung, mỗi lần cô dùng kính hiển vi đều thấy cái kính bị điều chỉnh góc độ phù hợp cho người trước đó quan sát, sau khi dùng xong không chịu chỉnh lại góc độ ban đầu. Mỗi lần sử dụng kính hiển vi cô đều phải điều chỉnh lại góc độ, chuyện này khiến cô vô cùng khó chịu. Lúc ăn cơm trưa cô được người chị khóa trên Sunuru nói cho biết người không điều chỉnh lại cự ly của kính hiển vi chính là tiến sĩ thiên tài trong phòng thí nghiệm của họ, tất cả các sinh viên đều rất thích anh ấy. Anh ấy là người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu, không giỏi chuyện xây dựng mối quan hệ xã hội, có lẽ đa phần thiên tài đều như thế cả. Asami cũng thấy chuyện này rất bình thường. Sau đó dần dần Asami cũng quen với việc điều chỉnh kính hiển vi mỗi lần sử dụng. Đương nhiên sau khi dùng xong cô cũng sẽ chủ động điều chỉnh tiêu cự về không. Thời gian tan làm cũng không cố định, tùy thuộc vào thời gian hoàn thành công việc của mỗi người. Có người 6 giờ đã tan làm rồi nhưng có người đến 12 giờ đêm mới tan làm. Suốt 3 năm nghiên cứu vẫn chưa thu được kết quả nào khiến mọi người phải ngạc nhiên. Một ngày nọ cô trở về nhà bố mẹ nói với cô rằng em gái cô chuẩn bị dẫn người yêu về nhà ra mắt. Bố đang bàn với cô xem nên mặc đồ màu gì, ngộ nhỡ anh chàng kia đến để hỏi cưới thì sao. Asami nói tự nhiên là được rồi, không cần quá chú ý về cách ăn mặc. Bố cô nói như vậy không được, dù sao đây cũng là lần gặp mặt chính thức của cả hai bên. Vài ngày sau quả nhiên em gái Asami đưa bạn trai về, hóa ra cô chỉ nhờ bạn trai đến trang trí chiếc tủ mới giúp cô mà thôi. Bố Asami ngồi chờ mãi cho đến khi anh chàng kia rời đi, ông mới biết hôm nay ông ăn mặc lịch sự như vậy chẳng để làm gì cả. Sau đó Asami tiếp tục nghiên cứu của cô, thậm chí có lúc nhìn những sinh vật này sẽ khiến cô có những liên tưởng kỳ lạ, những con vi sinh vật này có khi nào là kiếp sau của những người khác hay không. Cuối cùng ở kiếp này cô cũng sống được đến 35 tuổi, thọ hơn vài kiếp trước. Mặc dù không có thành tựu vượt bậc trong nghiên cứu y học nhưng cô cũng đã phát biểu một số luận văn trên trang mạng về y học, cũng coi như có chút cống hiến cho ngành y học. Trong năm đó em gái của cô cuối cùng cũng kết hôn, chú rể chính là cậu bạn trai lần trước cô đưa về nhà. Nhìn thấy em gái bước vào lễ đường, cô đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian ở bên em từ nhỏ đến lớn, khung cảnh đó vô cùng vui vẻ, ấm áp. Cô bé năm đó đã cưới rồi, chuyện này khiến cô vô cùng cảm động.
Nice, Haruka. Lúc ở nhà cô hẹn Mari cùng nhau dùng bữa, hai người rất lâu rồi mới gặp lại nhau, ở cùng nhau nói mãi không hết chuyện. Bây giờ Mari đang làm phi công, mỗi năm đều phải khám tổng quát, yêu cầu về sức khỏe vô cùng nghiêm khắc. Asami nói cô không thể làm được như bạn. Lúc này Natsuki và Miho đi ngang qua đây, lúc nhìn thấy hai người, từ lễ tốt nghiệp đến nay bọn họ đã mười mấy năm không gặp rồi. Cả bốn người đều rất vui vì gặp được bạn học cũ, cảm thán rằng mọi người vẫn y như vậy, không hề thay đổi. Asami còn muốn mời hai người họ ngồi xuống nói chuyện nhưng Natsuki và Miho biết rằng bọn họ không giống với Asami và Mari, sợ không có tiếng nói chung nên hai người kiếm cớ sang bàn khác ngồi. Đợi hai người đi khuất, Asami nói lúc nãy cô đã do dự đáng lẽ nên mời hai người họ ngồi chung. Mari nói chưa chắc hai người họ đã muốn ngồi chung vì dù sao bọn họ cũng không thân lắm. Asami nghĩ trước đây bọn họ thân với nhau là thế, bây giờ lại trở nên xa lạ. Rốt cuộc là do thời gian khiến bản thân cô thay đổi hay là tự cô thay đổi, có được thì ắt sẽ mất, cuộc đời vốn dĩ là như thế. Mari lấy ra bức chụp hình hồi cấp 2, đây là minh chứng cho lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, nó mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Mari còn nói một câu chuyện cô luôn muốn hỏi Asami. Mari cũng là người trùng sinh, chẳng trách mấy kiếp trước cô luôn là người có thành tích đứng đầu. Nhưng câu hỏi này khiến Asami không biết phải trả lời thế nào, bởi vì cô cũng là người được trùng sinh, cô không chắc chắn có nên nói ra chuyện này không. Bản thân Mari nhìn thấy những lo lắng của Asami thì bèn nói rằng mình cũng là người trùng sinh, hơn nữa đây là cuộc đời thứ 5 của cô. Asami hỏi làm sao Mari nhận ra cô cũng là người được trùng sinh. Mari nói trước đây cô không học giỏi như thế, đột nhiên lại học xuất sắc nên khiến Mari nghi ngờ. Hơn nữa vào lần chụp hình chung hồi cấp 2, Mari đã nói những bức hình này chụp rất chỉnh tề, ở thời đại đó vẫn chưa có cách nói ấy. Không ngờ Asami lại đáp lời của Mari một cách rất tự nhiên. Sau đó trong lúc nói chuyện bọn họ còn nhắc đến trung tâm thương mại ở tương lai. Tất cả những điều này đã chứng minh Asami cũng là người trùng sinh. Không ngờ Asami đã bị bản thân phát hiện từ lâu rồi. Asami hỏi sao không nói cho cô biết chuyện này sớm hơn. Do cô ngại ngộ nhỡ nhận nhầm sẽ bị Asami hiểu lầm rằng mình bị điên, Mari không muốn đánh mất người bạn thân duy nhất này. Asami hỏi cô cũng đến bản lễ tân ở chỗ đầu thai à? Cuộc đời đầu tiên cô có thể đầu thai thành con gì? Guatemala Nantobu no Shiroari. Shiroari? Nanka Owari-kun ni mechcha taberareteru Shiroari. Sau đó Mari hỏi lại Asami cuộc đời đầu của cô là gì? Asami nhớ hình như cuộc đời đầu tiên của cô là thú ăn kiến, không phải vừa đúng là kẻ thù của Mari sao? Vậy nên cô chỉ đành ấp úng nói rằng cũng là một loài động vật liên quan đến mối. Mari nghe xong cảm thấy rất vui vì cô cảm thấy loài mà bọn họ đầu thai cũng gần giống nhau. Asami hỏi Mari quyết định trùng sinh là vì muốn kiếp sau mình được làm người sao? Mari nói nguyên nhân này không hoàn toàn đúng. Cuộc đời đầu tiên của cô vẫn là một người bình thường, có thành tích trung bình yếu. Bọn họ và Natsuki Miho vẫn là nhóm siêu quậy. Chuyện này khiến Asami rất bất ngờ. Trong cuộc đời đầu tiên của Mari, hồi tiểu học bốn người bám lấy nhau như hình với bóng, bọn họ nói với nhau về những chuyện trên TV mà bọn họ bịa ra, mua những miếng hình dán mình yêu thích rồi đổi cho nhau. Vào ngày sinh nhật của Mari, ba người bọn họ còn tặng những hình dán xinh xắn cho cô, hình chụp bằng máy chụp hình cũng là cả bốn người chụp với nhau. Sau khi lên cấp 3, cô mới tạm biệt ba người họ, kết quả bị ảnh hưởng bởi xu hướng thời đó và biến thành một cô gái có phong cách kỳ lạ. Đương nhiên thành tích của cô cũng tụt dốc không phanh. Kết quả cô chỉ có thể học chuyên ngành chăm sóc trẻ em, nhưng mối quan hệ của cả bốn người bọn họ không dễ thay đổi. Trong kỳ nghỉ, Miho lái xe đưa ba người còn lại đến thành phố khác du lịch. Trong buổi họp lớp cấp 2, Mari nhìn chàng trai Nato trước kia cô thầm thương trộm nhớ, sự rung động trong lòng đột nhiên biến mất hết. Cuộc đời đầu tiên Mari là người hâm mộ của Sunsuke, hai người còn kết bạn với nhau. Vài tháng sau Mari bắt đầu hẹn hò với Sunsuke. Nhưng sự nghiệp của Sunsuke vẫn không thể phát triển, đứng hát ngoài trời cũng chỉ có một mình. Mari là khán giả, dù vậy Mari vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Cô bằng lòng sống như thế này cả đời cùng với Sunsuke. Nghe đến đây Asami rất bất ngờ, không ngờ Mari từng hẹn hò với Sunsuke. Nhưng Mari nói mối tình đầu của họ chỉ kéo dài nửa năm, sau đó Sunsuke ngoại tình nên bọn họ chia tay. Asami hỏi Sunsuke ngoại tình với ai, Mari nói là Shizuka. Thật ra sau lần họp lớp đó Shizuka đã có tình cảm với Sunsuke, chỉ có điều là cô không ngờ Mari đã đi trước một bước. Mari nói cô biết chuyện Sunsuke ngoại tình là do ba người họ nói cho cô biết, xem đến đây tôi cảm thấy rất bất ngờ, đây không phải là cuộc đời của Reina sao. Sau khi Mari biết Sunsuke ngoại tình, cô gọi Sunsuke đến mắng cho một trận, sau đó lập tức chia tay với Sunsuke. Tốt nghiệp đại học xong, Mari trở thành nhân viên chăm sóc trẻ ở trường mẫu giáo Sasuka, đó là công việc khiến cô rất tự hào. Nhưng đây không phải là trường mẫu giáo ngày trước Asami theo học sao, tôi cảm thấy trong tình tiết này có yếu tố trùng sinh đang bị che đi. Đương nhiên sau khi Mari đi làm vẫn thường xuyên tụ tập với nhóm ba người bạn thân của mình, ba người họ còn tổ chức sinh nhật cho Mari, cả bốn người nhìn nhau như vô cùng vui vẻ. Nhưng Mari nói sau đó đã có chuyện vô cùng đáng buồn xảy ra, ở đây đông người hai bọn họ quyết định đổi chỗ khác nói chuyện tiếp. Sau đó bọn họ đến quán karaoke của Sunsuke, may mà Sunsuke không có ở đây nếu không bọn họ sẽ ngại chết mất.
Asami hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Marin nói sau đó Natsuki và Miho bị mất trong một vụ tai nạn máy bay. Sau đó mất một khoảng thời gian rất dài, cả hai người bọn họ đều sống trong đau khổ. Mặc dù thỉnh thoảng bọn họ vẫn rủ đi ăn nhưng không còn vui như trước nữa. Hai người hứa hẹn với nhau sẽ cố gắng tiếp tục sống thật tốt thay cho phần của Natsuki và Miho. Asami nói trong kiếp trước đó cô sống đến năm bao nhiêu tuổi. Marin nói cô cũng không rõ, cô sống đến 62 tuổi là mất rồi. Asami sống thọ hơn cô. Bắt đầu cuộc đời thứ hai, Mari đã nghĩ phải làm sao để cứu được Natsuki và Miho. Vốn dĩ cô nghĩ không để bọn họ lên máy bay thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, nhưng cô lại nghĩ những người khác trên máy bay phải làm sao. Nếu như cô biết lái máy bay và có thể lái chiếc máy bay đó, nói không chừng cô có thể cứu được toàn bộ những người trên đó. Vì để thi được bằng lái máy bay từ nhỏ, cô đã dốc hết sức mình để học tập, mỗi ngày kiên trì rèn luyện thân thể, dần dần cô trở thành người có trách nhiệm đứng đầu và mối quan hệ của cô với ba người còn lại cũng dần xa cách. Asami nói Mari làm như vậy có được không? Mari nói vì cô biết trước đường bay gặp sự cố, nên lúc đó chỉ cần cô thay đổi đường bay là được. Nhưng sau đó cô không ngờ rằng trong cuộc đời thứ hai của cô, Asami chỉ sống đến 33 tuổi đã mất. Hơn nữa cái chết của Asami cũng liên quan tới cô. Hôm đó bốn cô bạn thân tụ họp lại với nhau do cô lấy cớ đi vệ sinh để giữ chân Asami, nên trong cuộc đời thứ nhất Asami không gặp tai nạn. Nhưng trong cuộc đời thứ hai, Mari phải đi cứu Natsuki và Miho, nên cô không còn thân với ba người bọn họ như trước nữa. Không có sự can thiệp của Mary nên Asami bị tai nạn giao thông mất sớm. Asami nói chuyện này chỉ là trùng hợp thôi, không liên quan đến Mary. Nhưng Mary lại nói do Asami mất sớm nên cô đau buồn quá mức dẫn đến sức khỏe không ổn định. Cuối cùng không thể làm phi công, cô cũng không cứu được Natsuki và Miho. Còn Mary, cô cũng kết thúc cuộc đời thứ hai của mình trước năm 30 tuổi. Đến cuộc đời thứ ba, cô cố ý đến trước cửa siêu thị từ sớm để đề phòng Asami gặp chuyện bất trắc. Lần này cô nhìn thấy Reina cũng ở đó. Asami cũng không bị tai nạn giao thông nhưng cô không ngờ rằng vài tháng sau Asami vẫn bị tai nạn chết. Sau đó mặc dù cô được làm phi công nhưng cô phát hiện ra rằng phi công không được phép tùy ý lựa chọn đường bay. Trong cuộc đời đó cô vẫn không thể cứu được Natsuki và Miho và cô cũng gặp tai nạn qua đời. Đến cuộc đời thứ tư cô còn chưa kịp làm phi công đã mất. Anh chàng làm việc ở nơi đầu thai nói cho cô biết rằng cô và Asami giống nhau, cả hai đều dễ chết lúc hơn 30 tuổi. Tiếp đến chính là cuộc đời hiện tại, năm sau sẽ là năm máy bay gặp sự cố. Trong cuộc đời này cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Mối quan hệ của cô với người sắp xếp lịch bay rất tốt, chuyện chiếc máy bay gặp nạn không khó giải quyết. Asami bảo Mari nhất định phải cẩn thận còn hỏi xem cô có thể giúp gì được không. Mari nói không cần bảo, cô an tâm đợi là được rồi. Chỉ bằng trước đó bọn họ cùng nhau đi chụp hình chung đi, trước lúc đó Mari phải đi vệ sinh đã. Asami cảm thấy cô bạn mình vẫn y như thế, thực ra Asami biết rằng chắc chắn Mari sẽ phải chịu sự đau khổ không ai có thể tưởng tượng được trong suốt khoảng thời gian vừa qua. So với việc trùng sinh nhàn hạ của cô mà nói, Mari mới thực sự là một anh hùng. Hai người lại vui vẻ đi chụp hình trên đường về. Mari nói hay là lần sau bọn họ hẹn cả Natsuki và Miho đi chung, dù sao cả bốn người họ cũng là bạn thân, chắc chắn lần đó sẽ rất vui. Mari nói đợi cô lái máy bay an toàn trở về, lúc đó bốn người hẹn nhau sẽ ý nghĩa hơn. Asami hỏi như vậy phải đợi đến năm sau mới hẹn nhau sao? Vậy đợi lần này cô về đây rồi họ lại hẹn nhau, hai người chào tạm biệt nhau ở ngã rẽ. Asami lại tiếp tục quay về với công việc thường ngày của cô. Một ngày nọ cô đột nhiên đọc được một tin chiếc máy bay bị mất liên lạc trên biển. Cô đột nhiên có linh cảm không lành, lập tức gọi điện thoại cho Mari. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy nghe máy, cô vô cùng sợ hãi không dám nghĩ tiếp nữa. Cho đến vài ngày sau, linh cảm đó đã trở thành hiện thực. Asami và các bạn đến tham gia đám tang của Natsuki và Miho. Có thể hiểu được lúc này trong lòng Asami đau khổ đến nhường nào. Vài ngày trước hai người còn hẹn gặp Natsuki và Miho, không ngờ tin xấu lại đến bất ngờ như thế. Sau đó mọi người đến quán kara của Sunsuke, mọi người vẫn đang chìm đắm trong đau khổ, không một ai lên tiếng. Asami đột nhiên nhớ đến lần trước Mari nói năm sau chiếc máy bay ấy mới gặp sự cố, bây giờ nghĩ lại cô mới biết là Mari lừa cô, vì không muốn khiến cô lo lắng, kết quả cả ba người cứ ngồi như vậy đến khi trời sáng. Khi về đi trên con đường vô cùng quen thuộc, những ký ức liên quan đến Natsuki, Miho và Mari đột nhiên ùa về như nước thủy triều. Bây giờ chỉ còn lại một mình cô, cảm giác cô đơn buồn bã bao phủ khắp cơ thể. Bây giờ cô đã hiểu được cảm giác của Mari khi mất đi cô và Natsuki Miho. Để quên đi nỗi buồn, sau đó cô càng tập trung hơn vào công việc. Một ngày nào đó của 3 năm sau khi tan làm, cô gặp một cô gái. Cô gái đột nhiên gọi Asami lại và hỏi đây là cuộc đời thứ mấy của cô rồi. Đây là đồng nghiệp của Asami trong cuộc đời thứ nhất. Có lẽ cô cũng đã trùng sinh rồi. Nếu không làm sao có thể vừa nhìn đã nhận ra Asami. Asami hỏi tại sao cô biết Asami cũng là người trùng sinh. Cô ấy nói đây là cuộc đời thứ 8 của cô rồi. Trong một cuộc đời của cô không biết vì sao Asami đột nhiên biến mất, vậy nên cô biết Asami cũng giống cô. Không ngờ bây giờ lại gặp được Asami trên đường. Ngoài Mari ra thì đây là người trùng sinh thứ 2 mà Asami biết, vậy nên cô mời cô gái ấy đến nhà chơi. Cô gái ấy nói cả 3 cuộc đời của cô đều y hệt nhau. Cô không cố ý thay đổi cuộc đời mình giống như chơi trò chơi xem cô có thể sống cuộc đời hiện tại giống với cuộc đời trước đó bao nhiêu, đó cũng là một chuyện rất thú vị. Asami thầm nghĩ trong lòng rằng cuộc đời đầu tiên cô gái này sống hạnh phúc như thế nào mới khiến cô có suy nghĩ như thế.
Đến năm 39 tuổi cuối cùng số phận của cô cũng đến lúc đi ngang qua công trường những cây sắt ở trên đột nhiên rơi xuống. Vẫn những chiêu trò và trình tự như lần cũ này, anh chàng nhân viên nói cô có thể đầu thai làm người. Asami đến cánh cửa phía bên trái, đây cũng là lần đầu tiên cô đến nơi này. Cô có suy nghĩ một hồi rồi quay ngược trở lại hỏi anh nhân viên rằng cô có thể trùng sinh không. Nhân viên nói được, nhưng đây là lần cuối cùng cô được trùng sinh, hỏi cô có thật sự muốn dùng nó hay không. Sau đó Asami không hề do dự đi đến cánh cửa bên phải, bắt đầu cuộc đời thứ 5 của mình. Lần này mục tiêu của cô không còn là tích lũy công đức, mà là khiến cho cuộc đời của mình tốt hơn, khiến cho tất cả mọi người được hạnh phúc. Marie sẽ không còn phải chiến đấu một mình nữa, cho dù kết quả thế nào thì cô cũng không hối hận vì đã sống kiếp này. Trong cuộc đời này, Asami sau khi tham gia xong lễ khai giảng, cô gặp được Marie từ trong lớp học khác đi ra, hai người bốn mắt nhìn nhau sau khi xác nhận đối phương chính là người mà mình muốn tìm. Xác nhận ám hiệu thành công chính thức mở ra cho hai người một cuộc sống mới với cấp độ địa ngục. Sau đó hai người tìm đến một nơi vắng vẻ, Asami nghe Marie nói rằng đây cũng là lần trùng sinh cuối cùng của cô ấy. Asami hỏi Marie rút cuộc trong cuộc đời trước máy bay đã gặp chuyện gì. Marie nói theo như kế hoạch của cô thì mọi thứ được tiến hành rất thuận lợi, nhưng vì cô là cơ phó nên cơ trưởng không cho phép cô tự ý thay đổi đường bay. Nhưng Marie một mực muốn thay đổi cuối cùng vẫn bị cơ trưởng cản lại. Marie nói trong cuộc đời này cô nhất định phải làm cơ trưởng, như vậy mới đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Asami nói cô cũng tham gia cùng, cô cũng sẽ trở thành phi công để lái máy bay cùng Marie. Nhưng làm phi công đâu đơn giản như vậy, đừng nói đến chuyện làm được cơ trưởng. Người bình thường cũng phải đến 40 tuổi mới có thể trở thành phi công. Như vậy kế hoạch cứu người của hai người họ rất có thể sẽ không thực hiện được. Hơn nữa họ còn phải làm cơ trưởng và cơ phó trước năm 35 tuổi. Bởi vì sau khi có đủ kinh nghiệm bay, có được sự tín nhiệm của nhân viên sắp xếp lịch bay mới có thể tự mình thay đổi đường bay. Vậy nên bọn họ phải cố gắng hết sức. Bắt đầu từ lúc này phải tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học tất cả những kiến thức liên quan đến lái máy bay. Do đó kế hoạch giải cứu tai nạn máy bay diễn ra vào hơn 20 năm sau chính thức bắt đầu. Vì vậy mỗi ngày bọn họ đều rèn luyện thân thể, muốn trở thành phi hành gia phải có một sức khỏe tốt. Nếu như không có ý chí kiên định thì người bình thường không thể nào kiên trì tập luyện được như thế. Ngoài ra bọn họ cũng không thể bỏ bê việc đọc văn hóa, nhưng cái giá phải trả cho việc này là họ cùng với Miho và Natsuki ngày càng xa cách nhau. Trong lòng họ có chút thất vọng và buồn bã. Có lẽ Miko và Natsuki không bao giờ biết được rằng Marie và Asami trùng sinh là để cứu bọn họ khỏi cái chết vào hơn 20 năm sau. Nếu như họ cố gắng để tương lai không mất đi hai người bạn này, vậy tại sao bây giờ lại bỏ lỡ hiện tại? Asami chủ động đến gia nhập với Miho và Natsuki, đương nhiên hai người họ cũng vui vẻ đồng ý. Marie nói muốn tặng hình dáng của mình cho hai bạn nhưng Miho và Natsuki chỉ chọn hình nhỏ nhất. Chuyện này giống y như những gì diễn ra trong cuộc đời trước đó của Asami. Trên đường về nhà sau khi chào tạm biệt Miho và Natsuki, hai người cổ vũ lẫn nhau. Trong kiếp này bọn họ nhất định phải thực hiện được mục tiêu. Lên cấp 2, Asami vẫn cố gắng học tập. Do cô có kiến thức từ những cuộc đời trước đó làm nền móng nên có thể nhẹ nhàng giành được hạng nhất trong lớp. Nhìn thấy Marie đằng sau, hai người vui vẻ ra hiệu cho nhau. Lần này Marie vẫn đứng thứ 2. Lên cấp 3, hai người họ vẫn lựa chọn trường cấp 3 tốt nhất ở đó. Lần này Asami chọn trường Đại học Quốc gia chuyên ngành khoa học kỹ thuật. Sau khi tan học, cô sẽ đến gặp Marie ở một trường đại học khác. Hai người tiếp tục học những kiến thức liên quan đến lái máy bay. Sau lễ tốt nghiệp lớp cấp 3 họp lớp, vì biết đây là cơ hội cuối cùng nên cả hai người đều cố gắng chơi hết mình. Đại học năm 2, Asami chuyển sang chuyên ngành hàng không. Từ nhỏ đến lớn, cô đều đạt được thành tích xuất sắc. Vậy nên cô có thể nhẹ nhàng đối mặt với bài thi đánh giá năng lực khi nhập học. Vì cô luyện tập từ nhỏ nên kết quả kiểm tra sức khỏe cũng rất tốt, bài kiểm tra bay cũng có thể dễ dàng vượt qua. Hồi nhỏ ở nhà cô đã làm ra một mô hình bàn điều khiển máy bay bằng giấy, những động tác điều khiển đó không biết cô đã làm đi làm lại bao nhiêu lần rồi. Nhưng mới học cấp 1 đã làm ra được mô hình như thế này, hai người họ không sợ bố mẹ nghi ngờ sao? Thậm chí để phòng sai sót, hai người bọn họ đã phân tích chi tiết về tính cách của từng người trong hội đồng chấm thi, cuối cùng các thầy cô đều rất hài lòng với biểu hiện vô cùng xuất sắc của cô. Hai người thuận lợi thi vào học viện hàng không, trong trường hàng không với một đám toàn là con trai. Asami và Marie trở nên rất nổi trội, đến bài hát của trường cũng được họ luyện tập từ bé. Những thứ được dạy trên lớp đối với cả hai mà nói giống như đang ôn lại bài cũ vậy. Mặc dù cấp 2 bọn họ đã dùng mô hình game để luyện bay ở trong nhà, nhưng khi lên máy bay thật tiến hành tập luyện họ vẫn có chút căng thẳng. Có điều bay nhiều rồi họ cũng quen thôi. Sau vài năm huấn luyện cuối cùng cũng đến kỳ thi để họ bắt đầu chính thức làm việc. Giám thị chấm thi có một người là đồng hương của cô. Đương nhiên Marie phải phân tích cho cô cách làm như thế nào để vượt qua kỳ thi này. Năm 2012 bọn họ tốt nghiệp học viện hàng không và vào làm cho một công ty hàng không nhỏ. Bắt đầu từ năm đó hai người chính thức bước vào giai đoạn cuối cùng của kế hoạch giải cứu chiếc máy bay gặp nạn. Nhân lúc có thời gian rảnh lại được Marie giúp đỡ, Asami đã giải quyết hết vụ thầy Mita bị đổ oan. Chuyện của ông nội, chuyện ngoại tình của Reina đều giải quyết hết. Vào năm cô 28 tuổi, Asami bắt đầu tham gia huấn luyện suốt nửa năm để được lên làm cơ trưởng. Năm 29 tuổi, cả hai đều thành công trở thành cơ trưởng, tất cả được tiến hành vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, hai người còn được lên trang nhất của báo vì trở thành cơ trưởng ở độ tuổi trẻ như thế này.
thỉnh thoảng đi trên đường còn có người hâm mộ xin chụp ảnh chung. Đồng nghiệp trước kia chưa bao giờ nói chuyện với họ, bây giờ cũng chủ động chào hỏi bắt chuyện. Niềm vui này khiến Asami bất giác nhớ đến cảm giác phát biểu luận văn ở cuộc đời trước của mình. Lúc này cô bỗng nhận ra một vấn đề quan trọng, trong cuộc đời này cô quyết định làm phi công. Vậy những người ở cuộc đời trước nhờ bài luận văn của cô được cứu sống đến cuộc đời này, có lẽ họ sẽ phải chết. Vậy nên nhân lúc được nghỉ phép, cô quay về trường để gặp người chị khóa trên của cô ở cuộc đời trước, đó là Tsuruno. Về nơi ngày trước thường ngồi ăn cơm, cô nghĩ phải làm thế nào để nói cho Tsuruno biết nội dung trong bài luận văn của cô ở cuộc đời trước mà không bị chị ấy nghi ngờ. Cô quyết định chủ động ra tay, định đóng giả là một học sinh mới đang nghiên cứu về vi sinh vật. Cô nói cô phát hiện ra một loại vi khuẩn mới, muốn đến phòng thí nghiệm của Tsuruno xác nhận lại. Vậy nên cô định dứt khoát đi đến nói đây là cuộc đời thứ 5 của cô, ở trong cuộc đời thứ 4 cô là đồng nghiệp của Tsuruno. Cô vẫn chọn cách an toàn nhất là từng bước tiếp cận mục tiêu, ví dụ như thường xuyên đến đây ăn, gặp nhau nhiều hơn để tìm cơ hội bắt chuyện. Sau khi có được sự tín nhiệm của Tsuruno, sau đó cô giả vờ vô tình nhắc đến nội dung trong luận văn, như thế sẽ tốt hơn. Vì vậy để kiếm đề tài nói chuyện với Tsuruno, cô mở trang mạng để phát biểu luận văn y học. Cô phát hiện nội dung luận văn của cô ở cuộc đời trước đã được người khác đăng lên mạng rồi. Lẽ nào những người trong phòng thí nghiệm phát hiện ra chuyện này và viết luận văn trước cô? Xem ra cô lo thừa rồi, cho dù không có cô thì người khác cũng sẽ phát hiện ra loại vi khuẩn đó. Hơn nữa đối phương đăng luận văn sớm hơn cả cô. Cô bắt đầu nghi ngờ có phải kiếp trước cô đã làm liên lụy đến cả nhóm, giống như trong cuộc đời đầu tiên cô đã làm liên lụy đến đồng nghiệp, khiến đồng nghiệp không thể yêu đương. Cô bắt đầu tò mò, không biết trong kiếp này Tsuruno có nói chuyện yêu đương với đồng nghiệp nữa hay không. Đến gần cô mới biết kiếp này Tsuruno còn nói chuyện nhiều hơn trước nữa. Một ngày nọ khi Mari và Asami tan làm, họ vô tình phát hiện ra Sunsuke đang đứng giữa đường hát kiếm tiền. Sunsuke cũng nhìn thấy hai người họ, trong lúc nói chuyện họ biết được rằng cuộc đời của Sunsuke vẫn y như cũ. Kết hôn với Shizuka, sau đó ly hôn, sau đó cưới cô gái trong quán kara. Sunsuke nói anh định không theo đuổi âm nhạc nữa, bây giờ anh sẽ hát cho hai người họ nghe bài hát cuối cùng. Đây cũng có lẽ là lần cuối cùng Mari và Asami nghe Sunsuke hát, vậy nên cho dù Sunsuke hát dở đến mức nào, bọn họ cũng chăm chú lắng nghe. Nhưng mới hát được một nửa thì cảnh sát đi đến nói rằng không được hát ở đây, Sunsuke chỉ đành ngoan ngoãn dọn đồ về. Sau khi tạm biệt Sunsuke, Asami hỏi Mari khi nãy nghe Sunsuke hát cô có cảm giác như thế nào, dù sao trước kia hai người cũng từng hẹn hò với nhau. Mari nói sau khi sống 6 cuộc đời, những thứ như tình cảm đã biến mất rồi, nếu như có cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường mà thôi. Sau đó bọn họ cố gắng bay để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng quan hệ tốt đẹp với nhân viên sắp xếp lịch bay. Và năm 35 tuổi, em gái của Asami lại kết hôn, bọn họ cách ngày máy bay gặp nạn ngày càng gần. Mari và Asami xin nhân viên xếp lịch bay cho hai người họ cùng lên chiếc máy bay đó. Nhân viên xếp lịch bay cũng nói sẽ cố gắng giúp họ. Hai người cứ tưởng rằng kế hoạch của họ vô cùng hoàn hảo, nhưng không ngờ họ đã bị người khác nhắm đến. Hai người đến quán ăn trước đó dùng bữa, cảm thán rằng trong kiếp trước khi Mari xảy ra chuyện, bọn họ cũng ăn cơm ở đây, hơn nữa còn hẹn lần sau sẽ rủ cả Natsuki và Miho đi cùng. Vậy nên lần này khi Natsuki và Miho đến, Asami chủ động mời hai người ngồi lại nói chuyện. Natsuki và Miho cũng vui vẻ nhận lời, chuyện này khiến Asami có chút bất ngờ vì cứ tưởng bọn họ sẽ từ chối. Asami và Mari vui mừng như hai đứa trẻ. Được hai người họ mời, Natsuki và Miho cũng rất vui, kết quả bốn người nói về những chuyện thú vị hồi nhỏ. Cả nhóm đều rất vui, bọn họ còn giải quyết hết những hiểu lầm và sự xa cách hồi nhỏ. Thậm chí sau đó Asami còn cảm thán hai người nên nói chuyện với Natsuki và Miho sớm hơn. Kết quả cả hai bên đều khách sáo, sợ đối phương không muốn chơi với mình, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Quả nhiên bọn họ vẫn rất ăn ý, đợi sau khi cứu được Natsuki và Miho khỏi vụ tai nạn máy bay ấy, bốn người họ sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Còn 3 tuần nữa là đến ngày chuyến bay gặp nạn, Asami đột nhiên phát hiện lịch của mình không ở chiếc máy bay ấy, chỉ có một mình Mari. Bọn họ vội vàng đến gặp người sắp xếp lịch bay để hỏi nguyên do. Nhân viên ấy nói cơ trưởng Shinichi đã xếp lịch bay từ trước rồi, anh là người có kinh nghiệm bay phong phú nhất nên nhân viên xếp lịch không dám đổi lịch bay của anh. Cô bảo hai người đến gặp cơ trưởng bàn bạc xem sao. Asami cảm thấy mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nếu như Shinichi vẫn đảm nhiệm vị trí cơ trưởng, Mari làm cơ phó, vậy máy bay vẫn không thay đổi đường bay. Vậy nên cô chủ động đến gặp Shinichi, hy vọng có thể đổi lịch bay với anh. Nhưng Shinichi nói chuyến bay này cũng rất quan trọng với anh, nếu không bay chuyến này thì anh sẽ hết tư cách bay. Hai người về nhà bàn cách giải quyết. Mari nói chi bằng cho Shinichi uống thuốc để anh không thể lên máy bay là được rồi. Asami nói làm như vậy họ sẽ bị nghi ngờ, bị điều tra, thậm chí còn phải ngồi tù. Không có cách nào khác, Asami chỉ đành đến gặp Shinichi, nói nể tình đồng hương, mong anh giúp cho, nhưng thái độ của Shinichi vẫn rất kiên quyết. Khi không còn cách nào khác, họ chỉ đành đầu độc Shinichi. Bọn họ định ở trong phòng nghỉ của cơ trưởng để Mari và Shinichi nói chuyện nhằm thu hút sự chú ý. Asami sẽ nhân cơ hội đổ thuốc vào cà phê của anh.
30 phút sau thuốc mới phát huy tác dụng, hơn nữa nó sẽ kéo dài nửa ngày. Như vậy Asami sẽ có thể thay Shinichi làm cơ trưởng chuyến bay. Đến ngày bay, hai người như đã hẹn đến phòng nghỉ của cơ trưởng. Có lẽ Asami cũng không ngờ rằng cô lại dùng kiến thức y học đã học được ở kiếp trước vào lúc này. Và lúc này Asami đang nghĩ sau chuyện này họ phải làm sao để thu dọn tàn cuộc, thì một giọng nói cất lên khiến cô giật nảy mình. Thì ra là Minako, cô gái đã trùng sinh 8 kiếp mà trước đó cô đã gặp. Chuyện này khiến Asami rất bất ngờ, Minako nói vì kiếp trước bị ảnh hưởng bởi Asami nên cô cũng muốn thay đổi cuộc đời mình. Kết quả trong kiếp này cô nhìn thấy Asami ở trên báo, vậy nên cô đã đăng ký thi làm tiếp viên hàng không. Nhưng những bài kiểm tra rất khắt khe, khó khăn lắm cô mới vượt qua được. Sau này cô biết một người tên là Shinichi đã giúp đỡ cô tò mò nên đi điều tra thử xem kết quả cô phát hiện hóa ra hôm nay Shinichi định đưa người tình đi Đài Bắc du lịch. Trong kiếp trước, Minako rất ác cảm với những người ngoại tình, vậy nên đã gọi điện thoại nạc danh cho vợ Shinichi, vậy nên Shinichi phải hủy bỏ chuyến bay hôm nay, có lẽ bây giờ đang ở nhà dỗ vợ rồi. Rất nhanh Asami cũng nhận được điện thoại của nhân viên sắp xếp lịch bay, bảo cô đảm nhiệm vị trí cơ trưởng của chuyến bay số 937 ngày hôm nay. Asami thầm nghĩ trong lòng Minako đúng là cứu tinh của cô. Cô vui mừng ôm chầm lấy Minako, khiến Minako không biết chuyện gì đang xảy ra. Mặc dù quá trình có nhiều khó khăn trắc trở nhưng may mà cái kết vẫn tốt đẹp. Asami và Mari mang theo trách nhiệm và sứ mệnh chuẩn bị lên chuyến bay số 937 để cứu tất cả mọi người. Nhưng giữa đường đột nhiên có một người đàn ông trung niên cản họ lại. Asami nói bọn họ đang vội bay, có chuyện gì có thể để sau được không? Người đàn ông vỗ vali của mình và nói chỉ cần cho anh ta 2 phút là được, đừng bắt anh ta phải dùng biện pháp mạnh. Anh ta nói đây là cuộc đời thứ hai của anh chuẩn bị lên chuyến bay sắp gặp nạn số 937. Anh hỏi hai người họ có thể thay đổi đường bay được không? Trong kiếp trước, anh định quay lại với vợ cũ, kết quả vợ cũ anh lên chuyến bay số 937 và gặp nạn. Vậy nên kiếp này anh đã cố gắng điều tra, nguyên nhân gặp nạn là máy bay va vào rác thải của vũ trụ. Nghe có vẻ vô cùng hoang đường nhưng vì sự an toàn của tất cả những hành khách trên chuyến bay số 937, người đàn ông này xin Asami và Mari hãy tin anh. Nếu như hai người không tin anh, chỉ đành đe dọa Asami và Mari. Asami nói anh hãy an tâm, họ sẽ thay đổi đường bay. Mari nói đây là cuộc đời thứ 6 của mình. Asami cũng nói đây là cuộc đời thứ 5 của mình. Bọn họ đều là vì muốn cứu những người trên chuyến bay số 937 nên mới quyết định trở thành phi công. Chuyện này khiến người đàn ông vô cùng vui mừng, đúng là vượt ra khỏi sức tưởng tượng của anh. Không ngờ anh có thể dễ dàng đạt được mục đích như vậy, anh kính cẩn cúi đầu cảm ơn Asami và Mari. Cuối cùng hai người cũng lên máy bay, Asami tắt chế độ tự động lái trên máy bay, còn Mari nhân cơ hội đó thay đổi đường bay. Lần này cuối cùng họ cũng đạt được mục đích, vì ngày hôm nay họ đã đợi suốt 30 năm. Hai người nói về kiếp sau, nếu như có thể sinh ra ở quê hương thì họ không đầu thai làm người, cũng không sao. Lúc này họ nhìn thấy rác của vũ trụ rơi xuống cách đó không xa. Lúc này cả hai người đều vô cùng kích động. Cuối cùng máy bay an toàn đáp xuống sân bay Đài Bắc. Hai người đi ra khỏi sân bay nhìn thấy Natsuki và Miho đang đứng đợi ở dưới cầu thang. Hóa ra thông qua loa phát thanh của máy bay họ biết được người điều khiển máy bay là Mari và Asami, vậy nên họ cố ý đứng ở cửa chờ hai người. Có lẽ Mari và Asami không biết rằng lúc nãy ở trên máy bay bọn họ đã thoát được một kiếp. Lúc bốn người ngồi ăn với nhau đã lấy ra những bức hình chụp chung hồi trước. Hai bức hình ghép lại với nhau giống như cả bốn người cùng chụp chung. Đây là ngày họ vui vẻ nhất trong suốt 30 năm qua. Hai người đã hoàn thành tâm nguyện. Năm sau, Mari và Asami nghỉ việc ở công ty hàng không. Về quê, Asami là một nhân viên giống như cuộc đời đầu tiên của cô. Cô làm việc ở cơ quan chính phủ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối. Lần này khi làm việc, người dân cô trở nên kiên nhẫn hơn. Điều kỳ lạ hơn là Minako cũng xin nghỉ việc đến cơ quan chính phủ làm việc cùng với cô. Minako nói cô không hợp với cuộc sống bay đi bay về. Sao tôi cảm thấy Minako đến là để giúp đỡ Asami nhỉ? Mà Mari cũng quay về trường tiểu học Sakura, giống như cuộc đời đầu tiên cô trở thành nhân viên chăm sóc trẻ, hai người đã hoàn thành mục tiêu của đời mình. Dường như cuộc sống của họ đã quay trở lại như ban đầu. Mari, Asami, Natsuki và Miho cũng trở thành những người bạn thân thiết nhất của nhau. Khi nào rảnh, bốn người sẽ cùng nhau đi ăn và tám chuyện. Nhưng lần này Asami đã bị mọi người chọc quê, cô cứ tưởng rằng cái túi sau lưng Natsuki là quà sinh nhật mà mọi người chuẩn bị cho cô, không ngờ nó chỉ là cái túi bình thường mà thôi, món quà thật sự bị họ giấu dưới chân. Miho nói cô đã sớm nhìn thấy Asami ngó chiếc túi đó rồi, còn dùng ánh mắt cố ý ra hiệu cho Natsuki lấy quà ra. Mari nói cô còn cố ý đếm Asami nhìn cái túi đó 4 lần. Mọi người hùa nhau chọc khiến Asami rất xấu hổ, nhưng cô cũng rất vui với những ngày tháng thoải mái nô đùa này. Chỉ khi làm lại cuộc đời vài lần mới nhận ra cuộc sống hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này thôi. Sau đó bọn họ đến quán karaoke của Shunsuke. Shunsuke đã được lên làm quản lý, bốn người gọi các bạn học trung học cấp 2 đến tụ họp. Đây là lần họp lớp thứ 2 sau lần lên đại học. Asami nói về buổi hòa nhạc cuối cùng của Shunsuke là hát cho Asami và Mari nghe. Mọi người nghe xong đều cảm thấy tiếc thay cho Shunsuke. Nhưng Shunsuke cảm thấy chẳng sao cả, anh sớm rời khỏi lĩnh vực mình không giỏi cũng là một quyết định đúng đắn. Natsuki nói mặc dù Shunsuke không có thiên phú về âm nhạc, nhưng có khả năng khiến những người xung quanh cảm thấy vui vẻ, có điều đó là đủ rồi.
Trong buổi tụ họp, Shunsuke lại hát tặng mọi người một bài. Asami phát hiện Mari và Shizuka, hai người từng là người yêu của Shunsuke, lúc này đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Sau đó mọi người bắt đầu hát hò, cuối cùng cả nhóm thỏa thích vui đùa. Vẫn câu nói cũ, trong cuộc đời có vài người bạn thực sự chân thành với bạn là chuyện hạnh phúc biết bao. 53 năm sau, bốn người ngồi trên chiếc ghế có thể tự động di chuyển kể về câu chuyện trong kiếp này của họ. Cả bốn người họ đều sống rất thọ, rất hạnh phúc. Bộ phim Brush Up Line đến đây là hết. Chúc mừng các bạn lại xem xong một bộ phim hay. Câu hỏi kỳ này, nếu được sống lại cuộc đời thì các bạn có đồng ý không? Chọn sống lại thì bình luận số 1, chọn giữ nguyên thì bình luận số 2. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại!